Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Các ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy có chút tức giận nhìn mười mấy nam nhân ở trong viện. Cô em muốn biết chúng ta là ai à? Đừng nóng vội, chúng ta sẽ chậm rãi nói cho người biết. Chậc chậc, các huynh đệ thật là may mắn, ở nơi này cũng có thể gặp được mỹ nữ cực phẩm như vậy, còn xinh đẹp hơn cả con nhỏ tề tề kia. Xem cặp chân kia kìa, thật là muốn sờ một chút. Người kia đang nhìn vui vẻ, tiếp theo thấy cặp đùi đẹp đó đã lao về phía mình, ngay lúc hắn cho là diễm phúc từ trên trời rơi xuống thì có một cơn đau từ bụng truyền đến, rồi cả người bay lên cao. Ách! Người đó hét thảm một tiếng giữa không trung rồi bay ra xa mấy mét, tiếp theo ngã mạnh xuống đất, rồi rên lên một tiếng đau đớn, sau đó không còn âm thanh gì, hôn mê bất tỉnh. Nè, người cướp mục tiêu của ta làm gì? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên, trong lòng nàng đang khó chịu, muốn đánh vài người cho hả giận, nào ngờ vừa mới giơ chân lên thì đối phương đã bị Hạ Thiên đạp bay, làm nàng không có mục tiêu phát tiết. Ừ, tiểu muội chân dài, dáng vẻ hiện tại của cô không thích hợp để đánh nhau, lần sau nếu muốn đạp người khác thì nhớ mang giày cao gót, bằng không thì cô sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Hạ Thiên nói rất chân thành. Sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Ninh Nhụy Nhụy sắp điên rồi. Tên lưu manh này có cần khuếch đại như vậy hay không, nàng chỉ là đá người khác một cái, chẳng lẽ như vậy cũng bị chiếm tiện nghi. Được thôi, sau này ta sẽ mang giày cao gót. Ninh Nhụy Nhụy nghiến răng nghiến lợi trả lời, trong lòng nghĩ thầm, đợi nàng mang giày cao gót vào thì xem hắn có sợ mất mặt không. Đến lúc đó hắn đi với nàng sẽ thấp một đoạn lớn, nói không chừng còn thấp hơn cả một cái đầu. Ninh Nhụy Nhụy không có suy nghĩ khoa trương, vốn dĩ Hạ Thiên không phải loại người cao giáo. Hắn còn chưa tới 1m8, mà Ninh Nhụy Nhụy đã cao gần 1m9, nếu nàng mang giày cao gót vào thì sẽ cao hơn Hạ Thiên gần 20cm, nàng cũng không tin Hạ Thiên sẽ không xấu hổ khi đi chung với nàng. Tiểu muội chân dài, bây giờ cô rất nghe lời, thấy cô ngoan như vậy, ta đã đưa ra một quyết định. Hạ Thiên nói với vẻ mặt chân thành, từ hôm nay trở đi, cô chính là vợ nho nhỏ số 1 của ta. Cái gì là số 1? Vợ nho nhỏ là cái gì? Ninh Nhụy Nhụy có chút sụp đổ, đây là cái quỷ gì vậy? Tiểu muội chân dài, ta cảm thấy nếu cô làm vợ nhỏ của ta thì sẽ kéo thấp trí thông minh bình quân của các cô vợ nhỏ, cho nên ta mới quyết định để cho cô làm vợ nho nhỏ, bố nha đầu kia không nghe lời, sau này cũng chỉ có thể làm vợ nho nhỏ. Hạ Thiên nghiêm túc nói, nhưng tiểu muội chân dài yên tâm, ta sẽ đối xử rất tốt với cô, vì cô chính là vợ nho nhỏ số 1 mà. Ninh Nhụy Nhụy rất muốn đánh người. Hóa ra tên lưu manh này còn phân chia nữ nhân của mình thành 3-7 loại. Cái gì mà thần tiên tỷ tỷ là vợ cả, muội muội chân dài khiến hắn nhớ mãi không quên chính là vợ nhỏ, mà bây giờ nàng lại trở thành vợ nho nhỏ. Có phải sau này ngươi vẫn muốn đi tìm thêm vợ nho nhỏ không? Ninh Nhụy Nhụy cắn răng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chuyện đó chắc sẽ không. Hạ Thiên suy nghĩ rất nghiêm túc, tiểu muội chân dài, cô đừng quá lo lắng. Cô không phải là người có địa vị thấp nhất, cửu nha đầu không nghe lời, cũng chỉ có thể mãi mãi làm nha hoàn. Sau này sẽ còn có vợ nho nhỏ số 2, số 3, số 4, cho nên địa vị của cô vẫn rất cao. Còn lâu ta mới thèm cái địa vị quỷ quái đó. Ninh Nhụy Nhụy tức điên lên, ta sẽ không làm vợ của ngươi. Tiểu muội chân dài, chẳng lẽ cô muốn làm nha hoàn? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, mặc dù ngươi và cửu nha đầu rất thân thiết, nhưng cũng không cần thiết phải làm nha hoàn với nàng ấy nha. Có quỷ mới muốn làm nha hoàn cho ngươi. Ninh Nhụy Nhụy giận sôi máu không chỗ phát tiết. Vậy cô muốn làm cái gì chứ? Hạ Thiên có chút mờ mịt, tiểu muội chân dài à, chẳng lẽ cô không cần gì hết, chỉ muốn chơi với ta thôi? Như vậy không tốt lắm đâu, ta sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút. Ninh Nhụy Nhụy muốn điên rồi, tiếp theo đám nam nhân kia lại vọt tới, trên thực tế, những người kia cũng phát hiện một đồng bạn của mình bị đánh bất tỉnh, lúc này muốn xông lên ra tay. Tiểu muội chân dài, chẳng lẽ cô muốn làm vệ sĩ cho ta? Điều đó thì không cần đâu, chính ta có thể làm được. Động tác của Hạ Thiên vẫn nhanh hơn, hắn nhanh chóng vào tới, thuần thục đánh ngã tất cả mọi người. Ninh Nhụy Nhụy đáng thương vẫn không thể tìm được đối tượng để phát tiết, nàng quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên, ta muốn đi mua giày cao gót. Ninh Nhụy Nhụy vốn dĩ còn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đám người này là ai, hơn nữa những người này rõ ràng quen biết tề tề. Hình như còn có xích mích gì đó với nàng ấy. Nhưng bây giờ Ninh Nhụy Nhụy quyết định làm chuyện khác trước, đó chính là mua giày cao gót. Một mặt là mang giày cao gót có thể đánh người,
Còn một chuyện khác, nàng có thể dùng chiều cao để biểu đạt sự bất mãn của mình đối với Hạ Thiên. Hạ Thiên rất tán thành yêu cầu đó của Ninh Nhụy Nhụy, mặc dù thị trấn nhỏ này không tính là phồn hoa, nhưng thời đại bây giờ, cho dù là một thị trấn nhỏ vẫn có thể tìm được chỗ mua giày. Rất nhanh, hai người đã tìm được một tiệm giày rất nhanh, tuy rằng không có bán các loại cao cấp, cơ bản đều là mấy trăm khối một đôi, nhưng Ninh Nhụy Nhụy cũng không ngại, nàng không để ý chất lượng có tốt hay không, chỉ có hai yêu cầu. Đầu tiên là phải đẹp. Là một thiếu nữ trẻ tuổi, Ninh Nhụy Nhụy đương nhiên thích trưng diện, tuy dung nhan của nàng đã rất xinh đẹp, nhưng nàng cũng không ngại bản thân càng đẹp mắt, đặc biệt là sau khi thường xuyên bị Hạ Thiên ghét bỏ làm nàng luôn có chút không phục, muốn làm cho bản thân càng trở nên đẹp mắt hơn một chút. Còn về yêu cầu thứ hai, đó chính là đế giày phải cao càng tốt. Tìm một hồi, cuối cùng Ninh Nhụy Nhụy đã tìm được một đôi giày cao gót như vậy, giày rất đẹp, giống như giày thủy tinh. Đương nhiên, thủy tinh chỉ là đồ giả, dù sao thì cũng là món đồ mấy trăm tệ. Tiếp theo, gót giày cũng khá cao, hơn 10 cm, vì sau khi Ninh Nhụy Nhụy mang giày vào thì thật đúng là suýt nữa đã cao hơn Hạ Thiên một cái đầu. Ninh Nhụy Nhụy soi vào gương một chút, rất hài lòng, chiều cao hiện tại của nàng rất dễ tổn thương tới lòng tự ái của nam nhân bình thường thấy nàng đều sẽ cách nàng xa một chút. Bây giờ, trong tiệm có hai nam nhân đi mua giày với bạn gái. Lúc này cả hai đều theo bản năng trốn sang một bên, tuy Ninh Nhụy Nhụy rất xinh đẹp, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy tránh xa một chút sẽ tốt hơn. Tiểu muội chân dài, dáng vẻ bây giờ của ngươi rất đẹp nha. Lời tán thưởng của Hạ Thiên truyền đến, tiếp theo hắn lại vòng tay ôm eo của Ninh Nhụy Nhụy, không hổ là vợ nhỏ nhỏ của ta, dáng người thật không tồi. Cuối cùng Hạ Thiên lại bổ sung một câu, mặc dù ngực hơi nhỏ một chút, nhưng không có vấn đề gì lớn cả. Nè! Ngươi như vậy đứng chung với ta không cảm thấy mất mặt sao? Ninh Nhụy Nhụy có chút cạn lời, tại sao hắn lại không hề có chút giác ngộ nào vậy? Tại sao ta lại phải cảm thấy mất mặt chứ? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Ngươi không có phát hiện ngươi thấp hơn ta nhiều như vậy sao? Ninh Nhụy Nhụy tức giận hỏi. Ta vốn dĩ thấp hơn ngươi mà, có chuyện gì ghê gớm chứ? Hạ Thiên có chút mê mang, thật ra muội muội chân dài cũng cao hơn ta một chút, nhưng không sao. Soái ca như ta thấp một chút vẫn đẹp trai như thường. Ninh Nhụy Nhụy bó tay rồi, náo loạn nửa ngày, người này lại có suy nghĩ hoàn toàn không giống với người khác. Rất nhiều nam nhân không muốn mình thấp hơn bạn gái, nhưng gia hỏa này hình như lại cảm thấy rất hãnh diện khi có bạn gái cao hơn mình. Vị huynh đệ này, người tìm bạn gái cao như vậy, chẳng lẽ không có một chút áp lực nào sao? Bên cạnh có nam nhân nhìn không được hỏi một câu. Nàng ấy không phải bạn gái, là vợ. Hạ Thiên nghiêm túc sửa cho đúng. Nam nhân đẹp trai như ta mới có thể tìm được một cô vợ cao như vậy, dáng người còn rất tốt, đây là bản lĩnh của ta, tại sao lại phải có áp lực chứ? Nam nhân kia ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác được. Tiểu muội chân dài, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy đi ra ngoài, còn tiền mua giày thì Ninh Nhụy Nhụy đã trả rồi. Ai, vị huynh đệ này, người không cảm thấy muốn hôn vợ của mình sẽ rất khó khăn sao? Đằng sau lại truyền tới một giọng nói. Để ta làm mẫu cho ngươi xem. Hạ Thiên không quay đầu lại, mà Ninh Nhụy Nhụy lập tức cảm thấy cơ thể mình ngã về phía sau. Tiếp theo nàng phát hiện bản thân nằm nghiêng trong ngực Hạ Thiên. Tiếp theo, đã phát hiện Hạ Thiên cúi người xuống hôn nàng. Cuối cùng Ninh Nhụy Nhụy đã hiểu cái gọi là làm mẫu của hắn. Cũng may lần này nàng phản ứng nhanh, vội vàng giơ tay che miệng của mình lại, không để cho Hạ Thiên được như ý. Nhưng không hề nghi ngờ, ví dụ của Hạ Thiên đã thành công. Tiểu muội chân dài. Là một cô vợ nho nhỏ biết nghe lời, lần sau ngươi nên phối hợp với ta một chút. Hạ Thiên đỡ Ninh Nhụy Nhụy đứng thẳng, tiếp theo dạy dỗ một cách rất nghiêm túc. Ngươi có thể coi ta là phiên bản không nghe lời. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, còn lâu nàng mới nghe lời hắn. Ninh Nhụy Nhụy dừng lại một chút, lại nói, nè, ngươi có biện pháp tìm được nhà của Tề Tề không? Chuyện đó thật ra rất đơn giản. Hạ Thiên cười hì hì, tiểu muội chân dài, ngươi cần phải sử dụng thành thạo thính lực của mình. Nào, để ta dạy cho ngươi, hiện tại bắt đầu lắng nghe động tĩnh xung quanh đây. Bên kia có người đang cãi nhau. Xa một chút có người đang bán đồ. À, ban ngày ban mặt lại có người đang xxx. Nghe được rồi, cách nơi này 2 cây số có một đám người đang cãi nhau, đang nói về cái người tên Tề Tề kia, nơi đó chắc là... Ai, tiểu muội chân dài, người đừng chạy nhanh như vậy chứ. Ninh Nhụy Nhụy đã tránh thoát cái ôm của Hạ Thiên. Lập tức chạy như bay về phía nơi có cãi nhau, đương nhiên, cho dù nàng chạy nhanh như thế nào thì cũng không sánh bằng Hạ Thiên,
không phải sao, vì hắn rất nhanh đã đuổi kịp nàng. Nhưng hiện tại thì hai người cũng đã tới nơi. Đây là một căn nhà trệt, còn có một cái sân không nhỏ, trong sân còn có mấy gốc cây, nhưng bây giờ có rất nhiều người đang đứng ở trong sân, trong đó có một nữ nhân trung niên đang kêu la sùm, nhà họ Tề các ngươi nghe cho rõ đây, nếu các ngươi chịu phối hợp, thừa nhận hai người bọn hắn đang yêu đương, hơn nữa viết cho uy tử nhà chúng ta ra một lá thư hòa giải, nhà họ Hoàng chúng ta nhất định sẽ đền tiền bồi thường cho các ngươi, nhưng nếu như các ngươi muốn uy tử chết thì không đời nào. Nữ nhân này càng nói càng lớn tiếng, các ngươi muốn lo hậu sự cho Tề Tề đúng không? Nếu các ngươi không đồng ý thì ta sẽ đi xin kiểm tra thi thể lần nữa, Tề Tề nhà các ngươi sẽ lại bị người ta mổ xẻ. Nếu các ngươi không chịu phối hợp, chờ sau khi có kết quả kiểm tra thi thể thì ta sẽ còn tiếp tục xin kiểm tra, nếu không muốn Tề Tề nhà các ngươi bị giải phẫu nhiều lần thì nên biết điều làm theo lời của ta đi. Ngươi, các ngươi là một lũ súc sinh. Một lão nhân chỉ tay về phía nữ nhân trung niên kia, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đã ngã xuống đất, tức giận tới nỗi ngất đi. Cha, cha, ngươi không sao chứ? Một đôi nam nữ trung niên đứng bên cạnh ông lão lo lắng la lên, nhanh lên, mau giúp ta gọi xe cứu thương đi. Nhanh lên, mau đi qua đó hỗ trợ. Ninh Nhụy Nhụy kéo Hạ Thiên xông vào trong sân, chú, thím, các ngươi còn nhớ ta không? Ta là Ninh Nhụy Nhụy, bạn của Tề Tề, trước đó chúng ta đã gặp nhau. À, Ninh Tiểu Thư, là ngươi, ta biết ngươi, Tề Tề thường xuyên nói về ngươi cho chúng ta nghe. Nữ nhân trung niên kia chính là mẹ của Tề Tề, nàng ấy ngẩng đầu nhìn Ninh Nhụy Nhụy, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ, còn có một tia kinh hỉ. Thím, có gì để sau rồi nói, đây là ông nội của Tề Tề à? Bạn của ta là bác sĩ, để hắn trị liệu cho Tề gia gia trước đi. Ninh Nhụy Nhụy cắt lời của Tề mẹ, nói nhanh. À, được, được, tốt. Mẹ Tề Tề vội vàng gật đầu. Lúc này, Hạ Thiên cũng không từ chối, hắn lấy ngân châm đâm hai lần vào người ông lão, đối phương đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó từ từ ngồi dậy. Súc sinh, nhà họ Hoàng các ngươi đều là lũ súc sinh. Các ngươi hại chết Tề Tề nhà chúng ta còn chưa đủ, bây giờ còn muốn mổ xẻ thi thể của nàng ấy, các ngươi sẽ gặp báo ứng, nhà họ Hoàng các ngươi sẽ gặp báo ứng. Giọng nói của ông lão run rẩy, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng phẫn nộ. Báo ứng. Tề Tề nhà các ngươi chết sớm như vậy mới là báo ứng. Thế nào, Tề lão đầu, ngươi không giả bộ hôn mê nữa sao? Dù sao thì ta đã nói rồi, nếu trước ngày mai ta không được lời chứng mới và thư hòa giải của các ngươi thì cứ chờ Tề Tề nhà các ngươi bị mổ xẻ lần nữa đi. Nữ nhân trung niên kia cực kỳ phách lối, tốt, ta đi trước, nhà họ Tề các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, đừng tưởng rằng các ngươi có thể đấu thắng được nhà họ Hoàng chúng ta. Nữ nhân trung niên đó kêu gào xong xuôi. Vung tay lên, chúng ta đi thôi. Mấy nam nữ trẻ tuổi đi theo nữ nhân trung niên kia ra ngoài, chẳng mấy chốc thì trong sân đã trở nên lạnh lẽo vắng lặng hơn rất nhiều. Mà nữ nhân trung niên đó đi tới cửa thì ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sân, tất cả mọi người nghe cho rõ đây, các ngươi xem náo nhiệt không thành vấn đề, nhưng nếu có người dám giúp nhà họ Tề thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu lại câu nói này, cuối cùng nữ nhân trung niên mới chân chính rời đi. Mà những người khác trong sân cũng vội vàng chuồn mất, kết quả là trong sân chỉ còn lại ông lão và cặp nam nữ trung niên kia. Đương nhiên, còn có Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Bọn hắn, đám người nhà họ Hoàng thật sự là khinh người quá mức. Giọng nói của mẹ Tề Tề run rẩy, bọn hắn hại chết Tề Tề, không xin lỗi thì thôi đi, bây giờ lại còn tới uy hiếp chúng ta. Thím, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đến cùng thì Tề Tề đã chết như thế nào? Vừa rồi Ninh Nhụy Nhụy không có nói chen vào, vì nàng muốn biết rõ ràng mọi chuyện trước. Vô cùng hiển nhiên, nguyên nhân cái chết của Tề Tề không có đơn giản như vậy. Ninh Tiểu Thư, Tề Tề nói ngươi rất tốt, cũng rất lợi hại, ngươi nhất định phải giúp Tề Tề nhà chúng ta đòi lại công bằng. Người nhà họ Hoàng thật sự là hiếp người quá đáng. Mẹ Tề Tề vừa lau nước mắt vừa bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra. Thật ra chuyện này cũng không tính là phức tạp. Chính là có một nam nhân tên là Hoàng Uy vẫn luôn theo đuổi Tề Tề, mà Tề Tề lại không thích Hoàng Uy cho nên đối phương thẹn quá thành giận dự định dùng sức mạnh, Tề Tề phẫn nộ phản kháng, sau đó, Hoàng Uy giết chết Tề Tề. Bây giờ, Hoàng Uy đã bị cảnh sát tóm lấy, mà nữ nhân trung niên vừa rồi chính là mẹ của hắn, nàng ta lo lắng con trai sẽ bị phán tử hình cho nên tìm biện pháp giải quyết chuyện đó. Hiển nhiên nàng nghe luật sư nói nếu như biến bản án thành chuyện nam nữ tranh chấp cảm tình. Sau đó bảo nhà họ Tề viết thư hòa giải là có thể giảm bớt hình phạt, cho nên bây giờ mới tới nhà họ Tề ồn ào. Những người đó thật quá đáng.
Ninh Nhụy Nhụy rất phẫn nộ, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy mình có thể muốn làm gì thì làm. Ninh tiểu thư không biết, ở thị trấn Sa Hà, nhà họ Hoàng có thế lực rất mạnh, hơn nữa chúng ta cũng đã hỏi người khác, bọn hắn cũng không cần xin kiểm tra thi thể lần thứ hai. Chúng ta cũng không còn cách nào, ở đây thì nhà họ Tề chúng ta thân cô thế cô, căn bản đấu không lại bọn hắn. Lúc này, cha của Tề Tề lên tiếng, chúng ta không phải không muốn báo cảnh sát, nhưng báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát không thể nào vẫn luôn canh giữ ở đây. Nhà họ Hoàng có rất nhiều người, không ai biết bọn hắn sẽ âm thầm làm những chuyện gì. Thím, người mau nói cho ta biết nhà họ Hoàng ở đâu. Ninh Nhụy Nhụy đang tìm không thấy chỗ phát tiết cơn tức, bây giờ ta lập tức đi tìm bọn hắn. Ninh tiểu thư, nhà họ Hoàng rất dễ tìm, căn nhà lớn nhất thị trấn này chính là của bọn hắn. Nhưng bây giờ các ngươi đừng đi, nhà họ Hoàng tụ tập rất nhiều người, ta nghe nói bọn hắn đã gọi tất cả mọi người trở về, không biết muốn làm cái gì nữa. Mẹ Tề Tề vội vàng khuyên bảo. Căn nhà lớn nhất, có phải là một căn biệt thự 3 tầng, còn có một cái sân rộng nhìn rất mới. Ninh Nhụy Nhụy ngẩn người, nghĩ thầm sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Đúng, đúng rồi, chính là chỗ đó. Mẹ Tề Tề gật đầu một cái, Ninh tiểu thư, ngươi đã tới đó rồi à? Quả nhiên nhà họ Hoàng đều không phải đồ tốt gì. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy đã hiểu ra, hóa ra chỗ mà trước đó nàng tới chính là nhà họ Hoàng, mà những người kia thấy nàng tới tìm Tề Tề cho nên muốn bắt nàng lại. Nếu trước đó Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy mình cần xác định toàn bộ sự kiện, bây giờ nàng đã cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Tiểu muội chân dài, có cần ta giúp ngươi phá hủy nhà của bọn hắn không? Hạ Thiên thuận miệng nói, ta rất thích đập nhà phá cửa. Ninh Nhụy Nhụy có chút cạn lời, thế quái nào sở thích của tên lưu manh này lại đặc biệt như vậy chứ? Nhưng phá hủy nhà họ Hoàng. Điều đấy hình như là một ý kiến không tồi. Đi, chúng ta đi đến đó thôi. Ninh Nhụy Nhụy lập tức ra quyết định, hiện tại trong lòng nàng cực kỳ buồn bực, luôn cảm thấy có một cỗ tức giận không giải tỏa được, không biết là vì mình hay vì Tề Tề, tóm lại, nàng cần tìm chỗ nào đó phát tiết một chút. Ninh Nhụy Nhụy bước ra ngoài nhanh như gió với cặp chân dài nghịch thiên của mình, đồng thời còn dặn dò một câu thím, các ngươi cứ chờ ở đây, chúng ta sẽ trở lại sớm thôi. Mẹ Tề Tề nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên biến mất, lập tức ngẩn người, sau đó vội vàng đuổi theo, nhưng nàng ấy lại phát hiện không thấy bóng dáng của Ninh Nhụy Nhụy đâu cả. Chúng ta đi xem một chút, lúc này, Tề Gia Gia cũng đã đi ra ngoài, tiếp đó một nhà ba người đi về phía biệt thự nhà họ Hoàng. Hiện giờ, Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên đã tới nhà họ Hoàng, vừa mới bước vào đã gặp ngay một đám người từ bên trong đi tới. Chính là bọn hắn, một người trong đó lập tức giơ ngón tay chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy, vừa rồi chính là bọn hắn tới nơi này đập phá. Ách, người đó còn chưa dứt lời thì đã kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, lúc này giày cao gót của Ninh Nhụy Nhụy cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Xông lên, mau tiến lên, con nhỏ này biết đánh nhau. Một người vội la to, tiếp đó cũng hét thảm một tiếng, a. À. Bây giờ Ninh Nhụy Nhụy đúng là biết đánh nhau, cho dù nàng không có luyện công với Hạ Thiên. Nhưng huấn luyện thể dục nhiều năm đã rèn cho nàng một nền móng rất tốt. Mà sau khi nàng trở thành người tu tiên, đủ loại huấn luyện trước kia đều có thể phát huy tác dụng, chỉ những tư thế thể thao đấy cũng có thể sử dụng như võ công. Tiểu muội chân dài, người đánh người, ta phá nhà cửa. Hạ Thiên hô một câu, tiếp đó vỗ một chưởng lên vách tường trong sân, một tiếng ầm vang, bức tường đổ một nửa. Chờ chút cho ta, Ninh Nhụy Nhụy vội vàng hô một tiếng, tiếp theo nhanh chân hơn. A. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người nhà họ Hoàng nhao nhao ngã xuống đất. Ngươi là ai? Mẹ của Hoàng Uy vừa la một câu thì đã bị Ninh Nhụy Nhụy gạt ngã bằng một cước, trước đó nàng đã muốn đánh nữ nhân này rồi. Cứ như vậy, chưa đến 2 phút thì tất cả người nhà họ Hoàng đều nằm đo ván trên mặt đất, từng người kêu rên thảm thiết, nhưng lại không có ai hôn mê. Không thể không nói, kỹ thuật đánh người của Ninh Nhụy Nhụy quả thật không tồi, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng Ninh Nhụy Nhụy lại không vui một chút nào, bởi vì nàng phát hiện, đợi nàng đánh người xong thì căn nhà cũng đã bị vỡ nát. Không phải ta đã bảo ngươi chừa chút cho ta sao? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên. Ta có chừa lại một chút mà, ngươi nhìn bên kia kìa. Hạ Thiên chỉ tay về một phía, bên kia có một mảnh tường dài còn chưa đến 1 mét, thật đúng là chừa lại một chút. Ninh Nhụy Nhụy thở phì phò tiến lên, đá một cước vào trên tường, bức tường nhanh chóng sụp đổ. Mà cảnh tượng này lại vừa vặn bị 3 người nhà họ Tề chạy tới nhìn thấy. Vị Ninh tiểu thư này thật sự rất lợi hại. Mẹ Tề Tề không khỏi ngẩn người. Mà giờ khắc này,
ở phía xa bắt đầu xuất hiện một số người, hiển nhiên, căn nhà đẹp nhất thị trấn đã bị phá hủy, chuyện này đương nhiên sẽ kinh động mọi người, cho nên bọn hắn muốn tới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, tất cả mọi người đã nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên đang đứng phía trên phế tích, Ninh Nhụy Nhụy xinh đẹp với đôi chân dài lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người, đến nỗi Hạ Thiên bị mọi người bỏ qua coi như không thấy. Nữ nhân kia là ai vậy? Không biết, hình như là bạn của Tề Tề. Tề Tề còn có người bạn lợi hại như vậy à? Tề Tề cũng rất lợi hại, người ta suýt nữa đã tiến vào đội tuyển quốc gia đó. Nữ nhân này nhìn hơi quen, cảm thấy như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đó là Ninh Nhụy Nhụy. Đúng rồi, chính là nàng, trước đó Tề Tề và nàng ta cùng huấn luyện ở một chỗ. Quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, bắt đầu có người nhận ra Ninh Nhụy Nhụy là ai. Thật ra Minh Tinh thể dục giống như Ninh Nhụy Nhụy còn có mức độ nhận ra cao hơn cả diễn viên điện ảnh. Đầu năm nay Minh Tinh xinh đẹp có rất nhiều, nhưng vừa cao vừa xinh đẹp như Ninh Nhụy Nhụy, cho dù tìm khắp thế giới cũng không có được vài người. Ninh tiểu thư, ta thấy các ngươi vẫn nên rời khỏi nơi đây nhanh đi. Chuyện này lỡ như bọn hắn báo cảnh sát thì các ngươi sẽ gặp phiền toái đó. Bây giờ, mẹ Tề Tề đi tới trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, vội vàng khuyên bảo. Nè, ngươi giải quyết chuyện này giúp ta đi. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên rồi đưa ra yêu cầu, nàng biết Hạ Thiên có thể làm được chuyện đó, ta hy vọng có thể nhanh chóng an bài hậu sự cho Tề Tề. Tiểu muội chân dài, có thể trực tiếp chôn sống những người kia nha. Hạ Thiên thuận miệng nói. Dùng con đường chính quy. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên, tên lưu manh này luôn thích dùng phương pháp đơn giản thô bạo, hắn lại không phải không có con đường hợp pháp. Được thôi, vậy để ta gọi điện thoại. Hạ Thiên cũng không thèm để ý chuyện đó. Hắn mới vừa lấy điện thoại di động ra thì tiếng chuông vang lên, vừa vặn có người gọi tới. Hạ Thiên tiếp nhận cuộc gọi, bên kia lập tức truyền tới giọng nói quen thuộc, anh rể à, là ta, Thuần Thuần đây, người đang ở đâu vậy? Ta đang đi chơi với tiểu muội chân dài. Hạ Thiên thuận miệng trả lời một câu, ta còn có việc, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hạ Thiên nhanh chóng cúp điện thoại, ngay sau đó gọi cho ám tổ. Muốn thông qua con đường chính quy xử lý chuyện này, vậy để cho ám tổ xử lý là tốt nhất rồi. Đến nỗi ám tổ sẽ xử lý như thế nào thì Hạ Thiên cũng lười quan tâm tới, nếu chút chuyện như vậy mà ám tổ còn làm không xong vậy thì giải tán luôn cho rồi. Được rồi, tiểu muội chân dài, sẽ có người lập tức tới xử lý chuyện ở đây. Chúng ta chuyển sang nơi khác chơi đi. Hạ Thiên thuận miệng nói, hiển nhiên hắn không có hứng thú ở lại đây. Ta muốn chờ hậu sự của Tề Tề xử lý xong rồi mới đi, người muốn đi đâu thì đi trước đi. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, nàng còn đang khổ sở vì cái chết của Tề Tề, thế mà hắn cũng chỉ muốn đi chơi, quả thật là đồ không tim không phổi. Lúc này, điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên, vẫn là Thạch Thuần gọi tới. Ta rất bận, đừng quấy rầy ta. Hạ Thiên tiếp điện thoại, có chút không vui. Anh rể, có việc gấp, Tiểu Đông xảy ra chuyện rồi. Trong giọng nói của Thạch Thuần có chút lo lắng, ta mới vừa nhận được điện thoại nói là Tiểu Đông bị thương nhập viện rồi, người mau tới hỗ trợ nha. Tiểu Đông, Hạ Thiên vẫn chưa kịp phản ứng lại, ai là Tiểu Đông? Anh rể, không phải chứ, nàng ấy chính là nha đầu Vân Tiểu Đông, con gái nuôi của chị hai đó. Thạch Thuần có chút choáng váng, ngay cả Tiểu Đông mà anh rể cũng không nhớ. Thì ra là nàng ấy. Hạ Thiên rất nhanh nghĩ tới, không phải có người bảo vệ nàng ấy sao? Ta cũng không biết, trước đó chị gái đã sắp xếp vệ sĩ cho Tiểu Đông, chỉ là bây giờ chị gái mất tích, cũng không biết đã xảy ra vấn đề gì hay không nữa. Thạch Thuần hiển nhiên không rõ lắm về chuyện kia, tóm lại, bây giờ ta chuẩn bị đi tới thành phố Mộc Dương, anh rể cũng đi đến đó đi, nói không chừng người ta là nhằm về phía chị ta đấy. Được thôi, một hồi nữa ta đi qua. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Hạ Thiên cúp điện thoại, nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, ta muốn đi thành phố Mộc Dương, người có muốn đi với ta không? Đã nói là ta không đi rồi mà, ta còn có việc ở đây. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói. Được thôi, nếu tiểu muội chân dài nhớ ta thì có thể gọi điện thoại cho ta sẽ đến tìm ngươi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, ta đi trước đây. Hạ Thiên nói xong đã lập tức biến mất. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút tức giận, lưu manh này nói đi là đi, thật đúng là nhanh như chớp. Nhưng một giây sau, Hạ Thiên lại xuất hiện trước mặt Ninh Nhụy Nhụy. Tại sao ngươi? Ninh Nhụy Nhụy vừa định hỏi tại sao Hạ Thiên lại trở về, phát hiện mình đã bị đối phương ôm. Ôm một chút rồi đi, tiểu muội chân dài chờ ta trở về nhá.
Hạ Thiên vòng tay qua, ôm vòng eo nhỏ của Ninh Nhụy Nhụy, nhanh chóng nói một câu, tiếp theo đột nhiên biến mất lần nữa. Ninh Nhụy Nhụy rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được, người mà nàng muốn mắng đã biến mất rồi. Ninh tiểu thư, bạn trai ngươi đi rồi à? Lúc này, mẹ Tề không nhịn được hỏi một câu, hiển nhiên nàng ấy vẫn còn có chút mơ hồ. Hắn có việc đi trước, Ninh Nhụy Nhụy gật đầu một cái, cũng lời giải thích Hạ Thiên không phải bạn trai của mình, dù sao chuyện này cũng không cách nào giải thích được. Ninh tiểu thư, nếu không thì ngươi đi trước đi, nhà họ Tề chúng ta không sao cả, không có gì phải sợ, có việc gì thì cứ để cảnh sát tới tìm chúng ta là được rồi. Mẹ Tề hiển nhiên còn lo lắng vấn đề giải quyết hậu quả. Thím đừng lo lắng, ta không sao, Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, đám người nhà họ Hoàng vốn dĩ không phải thứ gì tốt. Trước đó còn có ý đồ gây rối với nàng, cho dù không có Hạ Thiên hỗ trợ thì nàng cũng không cảm thấy mình sẽ xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, nàng cảm thấy một mình nàng vẫn có thể xử lý tốt, chẳng qua nàng muốn tìm cách xử lý nhanh hơn thôi. Bây giờ vấn đề duy nhất mà Ninh Nhụy Nhụy lo lắng chính là, khi nào thì người mà Hạ Thiên an bài mới đến. Gần 10 phút sau thì Ninh Nhụy Nhụy đã có đáp án, vì mười mấy chiếc xe cảnh sát đang chạy về phía bên này. Sau đó dừng lại bên cạnh mớ phế tích biệt thự nhà họ Hoàng, lại qua không bao lâu, đám người bị Ninh Nhụy Nhụy đánh một trận đều bị cảnh sát mang đi, đương nhiên, cảnh sát còn lưu lại mấy người ở hiện trường. Ninh Nhụy Nhụy có thể xác nhận lần nữa, hiện tại trên thế giới này không có mấy người nhận ra tên lưu manh Hạ Thiên kia, nhưng hắn vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể điều động một số nhân thủ lớn. Ninh tiểu thư, đang có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ Tề trợn mắt há hốc mồm. Lắp bắp hỏi. Thím, nên bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho Tề Tề thôi. Ninh Nhụy Nhụy thấp giọng nói. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy vẫn còn có chút thương cảm, việc bây giờ nàng có thể làm cũng chỉ có thể giúp đỡ xử lý hậu sự cho Tề Tề, bởi vì nàng đã không kịp giúp Tề Tề nhiều hơn nữa. Không hề nghi ngờ, Vân Tiểu Đông đang ở thành phố Mộc Dương, may mắn hơn Tề Tề ở thị trấn Sa Hà rất nhiều. Hôm nay khi Vân Tiểu Đông đang đi dạo phố thì đột nhiên có một người lao ra cầm dao đâm nàng một nhát. Có điều khi đối phương muốn đâm nhát thứ hai thì vệ sĩ của Vân Tiểu Đông đã xuất hiện rồi đánh ngã người kia, sau đó lập tức đưa nàng vào bệnh viện. Thành phố Mộc Dương cũng có chi nhánh của bệnh viện Y Nhân Các, mà bây giờ, nàng đang được cấp cứu ở bên trong, nhát dao đó rất sâu, thương tổn tới nội tạng, bây giờ bệnh viện đang giải phẫu khẩn cấp. Có điều tình huống không quá lạc quan, thậm chí bác sĩ mổ chính luôn có tố chất tâm lý tốt, hiện giờ đã có chút khẩn trương, bởi vì hắn biết thân phận của Vân Tiểu Đông không tầm thường. Phải biết rằng ở thành phố Mộc Dương, người nổi danh nhất chính là Vân Thanh, mà Vân Tiểu Đông là con gái của Vân Thanh, mặc dù mọi người đều biết nàng không phải là ruột thịt, nhưng điều đấy cũng không hề ảnh hưởng tới thân phận cao quý của Vân Tiểu Đông. Nè, tránh ra một chút, đúng lúc này, trong phòng giải phẫu bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Các bác sĩ và y tá đều quay đầu lại, tiếp theo bọn hắn nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi, người này nhìn qua chỉ cỡ 20 tuổi, diện mạo rất bình thường. Nhưng trên người lại toát ra một loại khí chất đặc biệt. Ngươi là ai? Mau đi ra ngoài, đây là phòng giải phẫu. Một y tá phản ứng lại, lập tức quát lớn với nam nhân trẻ tuổi kia. Trên tay nam nhân trẻ tuổi kia đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm, sau đó hắn đâm kim vào người y tá nọ, nàng ta lập tức không thể nói chuyện cũng như cử động. Một giây sau, nam nhân trẻ tuổi này gần như đồng thời đâm kim vào người tất cả bác sĩ y tá có mặt ở trong phòng giải phẫu, khiến cho mỗi người đều không thể nhúc nhích. Cuối cùng, hắn lấy ngân châm đâm vào người Vân Tiểu Đông đang nằm trên bàn giải phẫu. Quả nhiên nha đầu này có gen không tốt lắm, dung nhan không dễ nhìn. Nam nhân trẻ tuổi kia tự lẩm bẩm. Người nam nhân trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này không ai khác chính là Hạ Thiên, nghe nói Vân Tiểu Đông bị thương, hắn lập tức chạy tới đây với tốc độ nhanh nhất, mặc dù kỳ thật hắn và Vân Tiểu Đông không quen biết nhau, nhưng hắn biết Vân Thanh rất thích nha đầu này. Thật ra dáng dấp của Vân Tiểu Đông vẫn rất xinh đẹp. Nhưng không đạt tới tiêu chuẩn xinh đẹp trong mắt Hạ Thiên thôi, mà gen của Vân Tiểu Đông cũng không tệ, lúc trước mẹ ruột của nàng cũng rất xinh đẹp. Chẳng qua năm đó mẹ của Vân Tiểu Đông vẫn còn kém rất xa so với Vân Thanh, bây giờ nếu so sánh Vân Tiểu Đông với Thạch Thuần thì sự chênh lệch càng lớn hơn nữa. Dù sao thì Thạch Thuần đã được tẩy tủy lúc 10 tuổi, mấy năm nay trổ mã có thể nói là hoàn mỹ, thật ra còn hoàn mỹ hơn một chút so với Vân Thanh lúc trước, sau khi Vân Thanh gặp Hạ Thiên thì mới chính thức trở nên hoàn mỹ. Tẩy tủy tu tiên gì đó cũng không có hiệu quả như phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng xác thật có thể khiến một người trở nên càng thêm hoàn mỹ, làn da tốt hơn, dáng người cũng sẽ trở nên hoàn mỹ hơn, một chút tì vết sẽ biến mất.
Mà Vân Tiểu Đông cho dù là tẩy tủy tu tiên thì cũng vĩnh viễn không sánh bằng Thạch Thuần. Nói cho cùng thì nàng sinh ra vốn đã yếu ớt. Đương nhiên, Hạ Thiên sẽ không tẩy tủy cho Vân Tiểu Đông, nhưng bây giờ hắn đang thi triển nghịch thiên bát châm, có điều chỉ là nghịch thiên đệ nhất châm mà thôi. Tuy chỉ là đệ nhất châm nhưng cũng đồng dạng có hiệu quả nghịch thiên, không phải sao, chỉ sau một phút, nàng ấy đã đột nhiên ngồi dậy. À, đau quá, ý, không đau nữa rồi. Vân Tiểu Đông lấy tay sờ bụng một cái, à, ai cởi quần áo của ta? Ta đang ở phòng phẫu thuật sao? Bác sĩ, y tá, tại sao các ngươi lại không nói gì hết vậy? Qua, bại hoại thúc thúc, ngươi tới rồi. Vân Tiểu Đông hình như có chút hỗn loạn, nhưng cuối cùng nàng đã nhìn thấy Hạ Thiên, mà nàng chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra hắn. Thật ra chuyện này rất bình thường, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng tướng mạo của Hạ Thiên vẫn không biến hóa gì, cho nên rất dễ dàng nhận ra. Bại hoại thúc thúc, ngươi không có đi cùng với mẹ của ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi và mẹ đang đi du lịch đấy. Vân Tiểu Đông cứ như vậy ngồi trên bàn giải phẫu bắt đầu hỏi thăm Hạ Thiên, đúng rồi, bại hoại thúc thúc, vừa rồi hình như có ai đó đâm ta một nhát, là ngươi chữa khỏi cho ta à? Ngươi nói nhiều quá, Hạ Thiên quay người đi ra phía ngoài. Ai, bại hoại thúc thúc, chờ ta một chút. Vân Tiểu Đông muốn đuổi theo, nhưng mà lập tức phát hiện quần áo của mình đã bị xé rách, cho nên không thể không ngừng lại. Mà giờ khắc này, trong phòng giải phẫu, các bác sĩ y tá đều trợn mắt há hốc mồm. Khi Hạ Thiên vừa mới bước ra ngoài phòng giải phẫu thì những người này đều khôi phục năng lực hành động, nhưng bọn hắn vẫn cứ duy trì tình trạng ngốc trệ, bởi vì bọn hắn đều khó mà tin được những gì mình vừa nhìn thấy, Vân Tiểu Đông mới vừa rồi còn đang bị thương nặng thế mà bây giờ đã được chữa khỏi rồi. Vân Tiểu Thư đừng cử động, cô mới vừa bị trọng thương, chúng ta cần kiểm tra một chút. Lúc này một y tá phản ứng lại, vội vàng nói với Vân Tiểu Đông. Không cần đâu, bại hoại thúc thúc đã chữa khỏi cho ta, ta đã không sao rồi. Vân Tiểu Đông nói nhanh, đúng rồi, có phải vừa rồi các ngươi làm hỏng quần áo của ta đúng không? Nhanh tìm một bộ quần áo mới tới đây, ta muốn đuổi theo bại hoại thúc thúc, nếu không hắn sẽ chạy mất. Được, Vân Tiểu Thư, chúng ta lập tức tìm quần áo cho ngươi. Một y tá vội vàng đáp. Vân Tiểu Thư, ngươi, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sốt cuộc vị thần y vừa rồi là ai không? Lúc này bác sĩ mổ chính không nhịn được lên tiếng hỏi. Các ngươi không biết hắn à? Bại hoại thúc thúc chính là Hạ Thiên nha. Vân Tiểu Đông có chút ngạc nhiên. Chủ nhân bệnh viện này hình như cũng là bạn gái của bại hoại thúc thúc thì phải. Hạ Thiên, hắn chính là Hạ Thiên sao? Các bác sĩ y tá đứng ngẩn ngơ tại chỗ, làm sao mà thiên hạ đệ nhất thần y Hạ Thiên trong truyền thuyết lại trẻ tuổi như vậy chứ? Trong phòng giải phẫu, các bác sĩ và y tá vẫn còn khiếp sợ, mà Hạ Thiên đã rời khỏi phòng giải phẫu, đi ra khỏi bệnh viện. Thật ra hắn vẫn luôn không thích chờ ở bệnh viện, đương nhiên, nếu vợ y ở bệnh viện thì đó lại là một chuyện khác, Trước đó Vân Mạn tỷ cũng làm việc ở bệnh viện, nên hắn vẫn thường xuyên đến bệnh viện. Nhưng bây giờ y nhân các không có y tiểu âm, cũng không có Liễu Vân Mạn, a cửu nha đầu kia lại không có ở đây, chỉ có Vân Tiểu Đông, Hạ Thiên đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại đây. Tiếng phanh gấp đột nhiên truyền đến, một chiếc xe bán tải dừng ở cửa bệnh viện, một nam nhân nhảy xuống, tiếp theo hắn nhìn thấy Hạ Thiên, cả người lập tức sững sờ. Hạ Thiên, giọng nói của nam nhân này có chút không quá xác định. Cho rằng mình nhận nhầm người. Hạ Thiên nhìn về phía nam nhân kia, sau đó nhận ra hắn là ai a, Thạch Thúc Thúc, hình như ngươi lên cân rồi. Nam nhân đó nhìn qua hơn 50 tuổi, vóc dáng không cao, khoảng 1m7, đầu cạo trọc, cả người nhìn rất tinh thần. Thật ra hắn cũng không tính là mập, nhưng trong ấn tượng của Hạ Thiên thì người đó vốn dĩ gầy hơn. Ở thành phố Mộc Dương này, người mà Hạ Thiên còn nhớ rõ thật sự không nhiều lắm, mà nam nhân trước mắt xem như là một trong số đó. Vì hắn chính là Thạch Trường Canh, cũng chính là cha ruột của Thạch Thuần. Mà mấy năm nay, Vân Thanh vẫn luôn coi Thạch Trường Canh như là cha của mình, nói theo một ý nghĩa nào đó thì Thạch Trường Canh cũng xem như là bố vợ của Hạ Thiên. Hắn rất ít khi nào tới thăm hỏi vị bố vợ kia, nhưng vẫn còn nhớ có một người như vậy. Trên thực tế, nhìn thoáng qua Thạch Trường Canh cũng không khác gì 10 năm trước, chính là già hơn một chút, tóc lại ít đi một chút, nam nhân mà, lúc nào cũng sẽ trải qua quá trình như thế. Hạ Thiên, thật đúng là ngươi rồi. Thạch Trường Canh hơi kinh ngạc, lần trước, Tiểu Thanh nói với ta ngươi nhìn chẳng khác gì lúc trước, khi đó ta còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra những gì Tiểu Thanh nói đều đúng. Đúng thế, ta vẫn luôn luôn đẹp trai như vậy. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Đúng rồi, Hạ Thiên,
tại sao ngươi lại tới đây? Có phải Tiểu Đông xảy ra chuyện gì không? Thạch Trường Canh nhanh chóng hỏi, ta cũng vừa nhận được tin cho nên lập tức chạy đến xem, nhưng nếu ngươi đã có mặt ở đây thì Tiểu Đông sẽ không có chuyện gì đúng không? Nhà đầu kia không sao, ta đã chữa khỏi cho nàng ấy rồi. Hạ Thiên gật đầu, tiếp theo lại hỏi, Thuần Thuần còn chưa trở lại sao? Thuần Thuần, Thạch Trường Canh sững sờ, Hạ Thiên, ngươi gặp Thuần Thuần rồi à? Gặp rồi, nàng ấy đang ở Vọng Cảng, mới vừa rồi nàng ấy gọi điện thoại cho ta nói là Tiểu Đông xảy ra chuyện. Hạ Thiên hồi đáp, nhưng Thuần Thuần hình như tới hơi chậm, chẳng lẽ là nàng ấy đi máy bay? Thạch Trường Canh muốn nói rồi lại thôi, nói thầm trong lòng, tại sao hắn lại bắt đầu có loại cảm giác không ổn chứ? Con gái bảo bối xinh đẹp của hắn hình như rất thân thiết với Hạ Thiên. Thạch Trường Canh lắc đầu, quyết định không thèm nghĩ tới việc đó nữa, dù sao thì đây cũng không phải là chuyện mà hắn có thể lo lắng. Con gái bảo bối của hắn đã sớm không thể quản được rồi chứ đừng nói gì tới Hạ Thiên. Hạ Thiên, người biết chuyện của Tiểu Đông là như thế nào không? Thạch Trường Canh quyết định nói chính sự, hung thủ đã bị bắt, bây giờ, chắc đang bị thẩm vấn ở cục cảnh sát, nếu không ngươi ở đây với Tiểu Đông, ta đi cục cảnh sát xem thử tình huống ra sao rồi. Hạ Thiên còn chưa lên tiếng thì lại thấy một chiếc xe ngừng ở bên cạnh, một người nam nhân hơn 30 tuổi bước ra từ trong xe. Canh thúc, ngươi cũng tới rồi. Tiểu Đông không sao chứ? Nam nhân này vừa nhìn thấy Thạch Trường Canh đã lập tức lên tiếng chào hỏi, tiếp theo ánh mắt mới chuyển rời đến trên người của Hạ Thiên, sau đó cũng khẽ giật mình. Ước chừng 3 giây sau, nam nhân kia mới hỏi một cách hơi không xác định, anh rể. Thật, thật là ngươi sao? À, ta là Đàm Uy, ngươi còn nhớ ta chứ? Ngươi à, nhớ, Hạ Thiên nghĩ tới, người này chắc là em họ của Vân Thanh. Mấy năm nay, Vân Thanh vẫn không hề lui tới với nhà họ Đàm, nhưng vào ngày lễ ngày Tết thì Đàm Uy đều sẽ đến nhà của Thạch Trường Canh, có đôi khi sẽ gặp Vân Thanh, tâm sự đơn giản vài ba câu. Cứ như vậy, Đàm Uy và Thạch Trường Canh trở nên rất quen thuộc. Thật ra nói cho cùng, chuyện này vì năm đó ở Vọng Cảng, Hạ Thiên đã giúp Đàm Uy. Đối với Đàm Uy mà nói, đó là ân tái tạo chân chính, không có Hạ Thiên hỗ trợ thì bây giờ hắn chỉ là một tên ăn mày thê thảm. Cho dù có bị người nhà họ Đàm tìm được thì cả đời cũng sống trong tàn tật. Đàm Uy cảm kích Hạ Thiên từ tận đáy lòng, không hề có bất kỳ sự giả dối nào, mà hắn biết sở dĩ Hạ Thiên giúp đỡ hắn là vì Vân Thanh. Cho nên dù hiện giờ Vân Thanh vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, nhưng Đàm Uy vẫn không một lời oán giận, luôn đối đãi với nàng như chị ruột của mình. Tóm lại bây giờ Đàm Uy có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Thạch. Thật ra nhìn vào hiện tại, Vân Tiểu Đông vừa xảy ra chuyện, Thạch Trường Canh và Đàm Uy đã chân trước chân sau đuổi tới bệnh viện, đủ để chứng minh mọi chuyện rồi. Nếu anh rể đã tới thì ta an tâm rồi, Tiểu Đông chắc chắn không sao. Đàm Uy nhẹ nhàng thở ra, Canh thúc, anh rể, nếu không thì các ngươi ở chỗ này với Tiểu Đông đi, ta đi cục cảnh sát xem việc kia điều tra đến đâu rồi, xem coi rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám ra tay với Tiểu Đông. Cũng được, Đàm Uy hỏi thăm một chút, có tin tức gì nhớ gọi điện thoại cho ta. Thạch Trường Canh gật đầu. Hạ Thiên, hai chúng ta chờ ở đây đi. Trước mắt chúng ta còn không rõ tình huống như thế nào, những người đi theo bảo vệ Tiểu Đông cũng chỉ là vệ sĩ thông thường, tạm thời chúng ta đi theo Tiểu Đông có thể sẽ tốt hơn một chút. Thạch Trường Canh dừng một chút, lại bổ sung, chúng ta thuận tiện chờ Thuần Thuần tới, nếu không nàng ấy trở về có thể không tìm thấy ai. Bại Hoại thúc thúc, Bại Hoại thúc thúc, có giọng nói thanh thúy từ bên trong truyền ra, Vân Tiểu Đông nhanh chóng chạy tới, hiện tại. Nàng vẫn còn mặc áo bệnh nhân. À, Thạch Gia Gia cũng tới rồi. Vân Tiểu Đông lập tức phát hiện Thạch Trường Canh, Đàm thúc thúc, ngươi cũng ở đây sao? Tiểu Đông, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ta đi cục cảnh sát trước, tối nay lại tới tìm các ngươi. Đàm Uy nói một tiếng, tiếp theo lên xe rời đi. Hẹn gặp lại Đàm thúc thúc nha. Vân Tiểu Đông giơ tay vẫy chào Đàm Uy, hiện tại trông nha đầu này rất vui vẻ, mới vừa bị thọc một dao hình như cũng không ảnh hưởng gì tới nàng. Hạ Thiên, nếu Tiểu Đông đã ra rồi, chỉ bằng chúng ta trở về nhà đi. Thạch Trường Canh đưa ra đề nghị. Đi thôi, Hạ Thiên sao cũng được, kỳ thật hắn vốn dĩ cảm thấy nếu không có việc gì có thể đi rồi, nhưng cân nhắc đến việc bây giờ hắn cũng không có chỗ nào để đi, vậy trước tiên ở đây đợi thêm lát nữa. Nào, Hạ Thiên, Tiểu Đông, lên xe đi. Thạch Trường Canh mở cửa xe bán tải ra, tiếp theo khẽ cười nói, yên tâm đi, mặc dù xe của ta không phải xe tốt. Nhưng ngồi vẫn rất thoải mái. Thạch Gia Gia, tại sao ngươi lại không mua một chiếc xe tốt hơn chứ? Vân Tiểu Đông lên xe bĩu môi,
xe này nhìn xuống cấp quá rồi, nếu ngươi không có tiền thì có thể đi tìm mẹ ta nha, nàng ấy có rất nhiều tiền. Xe này khá tốt, chắc chắn, hơn nữa đi đâu cũng được. Thạch Trường Canh cười ha ha, được rồi, chúng ta về nhà trước rồi nói. Xe bán tải nhanh chóng khởi động, mấy năm nay thành phố Mộc Dương phát triển rất nhanh, diện tích nội thành cũng mở rộng rất nhiều, nhưng nói tóm lại thì thành phố Mộc Dương vẫn là một địa phương tương đối nhỏ. Rốt cuộc thì ở đây chỉ có một cái cảnh khu Thanh Phong Sơn, hơn nữa cảnh khu cũng không được khai phá quá mức, tiếp đãi du khách cũng có một chút hạn chế, những việc đó dẫn đến một số người cũng không nguyện ý tới đây. Mặt khác, nơi này cách thành phố Giang Hải không xa, đa số những người có tiền ở thành phố Mộc Dương đều lựa chọn dọn tới sinh sống ở Giang Hải. Thạch Trường Canh vẫn ở chỗ cũ, biệt thự 2 tầng ven sông, hơn 10 năm mà căn biệt thự đó nhìn vẫn còn khá tốt, không hề có chút cũ nát, mà một loạt nhà ở ven sông này vẫn duy trì nguyên dạng vốn có. Đương nhiên, bây giờ Thạch Trường Canh không có quản gia, cũng không có tài xế, thật ra phần lớn thời gian hắn đều ở một mình. Mặc dù ở đây có phòng của Vân Thanh, cũng có phòng của Thạch Thuần, thậm chí Vân Tiểu Đông cũng có một căn, nhưng kỳ thật phần lớn thời gian các nàng đều không có ở đây. Thật ra Vân Thanh còn có một căn biệt thự ở thành phố Mộc Dương, còn có cả bể bơi. Đương nhiên, nàng không phải ghét bỏ nhà của Thạch Trường Canh không tốt, mà ở chỗ này không được thuận tiện cho lắm, đặc biệt là khi Hạ Thiên đến tìm nàng, nàng lại càng không thích hợp ở đây. Mà Thạch Thuần và Vân Tiểu Đông đều thích kề cận Vân Thanh, cho nên hai người thường ở chỗ của Vân Thanh nhiều hơn. Còn về việc vì sao mấy năm nay các nàng không nhìn thấy Hạ Thiên, nguyên nhân rất đơn giản, khi Hạ Thiên đến đây thì Vân Thanh sẽ tiễn hai người đi chỗ khác. Không tiễn không được, nàng và Hạ Thiên ở trong biệt thự cuồng hoan, không cẩn thận sẽ tiêm nhiễm độc hại cho các cô gái nhỏ. Nào, Hạ Thiên, ngồi xuống đi, uống chút trà. Thạch Trường Canh gọi Hạ Thiên ngồi xuống, chuẩn bị pha trà. Thạch ra ra, để ta pha trà cho. Lúc này, Vân Tiểu Đông lại rất ngoan ngoãn, chủ động gánh vác nhiệm vụ pha trà. Đúng rồi Hạ Thiên, ta nghe Thuần Thuần nói ngươi và Tiểu Thanh các nàng đi du lịch xa nhà, sẽ không trở về trong thời gian ngắn, có việc này sao? Bây giờ, Thạch Trường Canh đột nhiên hỏi một câu. Vân Thanh tỷ tỷ các nàng đi du lịch, nhưng các nàng không mang ta theo. Hạ Thiên nói tới việc kia vẫn không thể tránh khỏi có chút buồn bực, các nàng đi đến một nơi rất xa, không có cách nào liên lạc được, tạm thời chắc sẽ không trở về. Thì ra là thế. Thạch Trường Canh như suy nghĩ gì đó, hắn cũng không có hỏi thêm nữa, vì thật ra hắn cũng mơ hồ biết được Hạ Thiên và Vân Thanh các nàng có chút bí mật. Thạch Trường Canh hơi hơi trầm ngâm một chút, lại nói thêm, Hạ Thiên, chúng ta cần phải làm rõ chuyện của Tiểu Đông, trước hôm nay, không có ai dám ra tay với Tiểu Đông, ở thành phố Mộc Dương này, bây giờ có thể là ai đó đã biết Tiểu Thanh không ở đây. Tóm lại chúng ta cần phải biết rõ rốt cuộc chuyện kia nhắm về phía Tiểu Đông hay Tiểu Thanh. Đang nói thì điện thoại của Thạch Trường Canh vang lên, hắn nhận điện thoại, Đàm Uy, người đến cục cảnh sát rồi à? Cái gì? Sao lại thế này? Được rồi, tốt, ta đã hiểu. Cúp điện thoại, Thạch Trường Canh nhìn Hạ Thiên, sắc mặt khó coi, có vẻ chuyện của Tiểu Đông không đơn giản rồi. Thạch ra ra, thế nào rồi? Vân Tiểu Đông có chút tò mò hỏi. Hung thủ tự sát, Thạch Trường Canh nhìn Vân Tiểu Đông, hơn nữa cảnh sát còn nói tìm được một tờ di thư trên người hung thủ, căn cứ vào di thư. Người này có vẻ như thầm mến người đấy Tiểu Đông, hơn nữa hình như còn là một tên cuồng cố chấp, hắn cảm thấy sau khi giết ngươi thì có thể ở bên ngươi vĩnh viễn. Tiểu Đông, ngươi có người thầm mến à? Hạ Thiên liếc nhìn Vân Tiểu Đông, chắc đầu óc của tên kia có bệnh. Bại hoại thúc thúc, ngươi nói vậy là có ý gì nha? Ta lớn lên rất đẹp, lúc trước trong trường học có rất nhiều người theo đuổi ta đó. Vân Tiểu Đông có chút không phục, cho dù ta không xinh đẹp bằng mẹ thì ta vẫn rất đẹp. Ta còn là một trong 10 hoa khôi của Mộc Dương nhất trung trường trung học Mộc Dương số 1 đấy. Ngươi mà là một trong 10 hoa khôi gì chứ, Mộc Dương nhất trung làm gì có cái đó, nhiều lắm là 10 trò cười của trường. Một giọng nói truyền đến, nhìn ta này, ta mới là hoa khôi của Mộc Dương nhất trung, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hoa khôi chân chính và duy nhất của Mộc Dương nhất trung. Nè Thạch Thuần, ngươi nói vậy là có ý gì hả? Trò cười gì chứ, ngươi mới là trò cười. Vân Tiểu Đông tức điên. Người đẹp thì ghê gớm lắm hả? Không phải là phát triển tốt hơn ta một chút thôi sao? Lớn lên đẹp thật đúng là ghê gớm nha. Người vừa mới xuất hiện trong phòng dĩ nhiên chính là Thạch Thuần. Nàng cười hì hì, có chút đắc ý. Ngay cả anh rể cũng cảm thấy ta rất dễ nhìn đấy. Ta và chị ta đều xinh đẹp. Ở thị xã Mộc Dương này, ta và chị hai chính là Mộc Dương song hoa. Người biết điều đó có nghĩa là gì không?
chính là ta và chị hai là hai đại mỹ nữ xinh đẹp nhất thị xã Mộc Dương. Hừ, là do ngươi dính vào hào quang của mẹ ta thôi. Vân Tiểu Đông không phục. Ta hưởng ké hào quang của chị mình thì sao nào? Thạch Thuần không thèm quan tâm, ta mới không giống ngươi, ngươi căn bản không phải là con ruột của chị ta. Cả ngày đều kêu chị ta là mẹ, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ đi, còn không trẻ bằng chị ta đâu. Được rồi, Thuần Thuần, ngươi đừng lần nào cũng gây khó dễ với Tiểu Đông được không hả? Thạch Trường Canh cuối cùng cũng lên tiếng, Tiểu Đông mới vừa bị thương, suýt nữa đã chết, ngươi không thể nhường nàng ấy một chút sao? Ba à, ta nghe nói nàng ấy xảy ra chuyện nên chạy thật nhanh từ Vọng Cảng tới đây, hơn nữa ta còn gọi điện cho anh rể, cũng nhờ có anh rể cứu nàng ấy, nếu không thì nàng ấy đã chết chắc rồi. Thạch Thuần bĩu môi, ta đã giúp nàng ấy nhiều như vậy, làm gì còn phải nhường nàng ấy nữa? Dù gì thì ngươi cũng là dì nhỏ của Tiểu Đông, ngươi nhường nàng ấy không được sao? Thạch Trường Canh cũng hết cách với cô con gái bảo bối này của mình, mấy năm nay không chỉ hắn thương yêu con gái, Vân Thanh cũng chiều chuộng nàng lên tận trời, đương nhiên khiến cho Thạch Thuần trở nên tương đối tùy hứng. Cũng may tùy hứng thì tùy hứng, Thạch Thuần vẫn không làm chuyện gì xấu, nên Thạch Trường Canh cũng chỉ có thể để nàng thích làm gì thì làm. Nàng ấy không có kêu ta là dì nhỏ, Thạch Thuần bĩu môi, sau đó nhìn Vân Tiểu Đông, nè, nếu ngươi gọi ta là dì nhỏ, sau này ta sẽ không đả kích ngươi nữa. Ta mới không gọi ngươi là dì nhỏ đâu, Vân Tiểu Đông dỗi hừ một tiếng. Ngươi chỉ lớn hơn ta mấy tuổi thôi, dựa vào cái gì muốn cao hơn ta chứ? Không kêu thì không kêu. Thạch Thuần chạy đến bên cạnh Hạ Thiên rồi ôm cánh tay của hắn. Anh rể, chúng ta mặc kệ nàng ấy, hay chúng ta đi Vọng Cảng chơi, hay đi tìm Nhụy Nhụy tỷ tỷ cũng được. Thuần Thuần, đừng phá nữa. Trong giọng nói của Thạch Trường Canh có một tia trách cứ, việc của Tiểu Đông còn chưa xử lý xong, ngươi đừng vội kéo anh rể đi chơi. Ba à, còn chuyện gì không xử lý xong nữa? Không phải cái tên bệnh tâm thần thầm mến Tiểu Đông đã chết rồi sao? Thạch Thuần có chút khó hiểu, người đuổi việc hai tên vệ sĩ vô dụng kia trước, sau đó an bài cho nàng ấy thêm vài tên vệ sĩ mới là được rồi. Hạ Thiên cảm thấy Thạch Thuần nói rất đúng, một tên kém thông minh thầm mến Vân Tiểu Đông mà thôi, hiện giờ người nọ cũng đã tự sát, vậy thì chuyện kia chắc rất đơn giản mới phải. Hạ Thiên à, người cũng biết trước kia ta từng làm cảnh sát, trực giác nói cho ta biết, việc này không đơn giản như vậy. Hung thủ lên kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, di thư và dùng thuốc độc tự sát cũng đã được chuẩn bị trước, nhưng điểm mấu chốt nhất là, nếu thật sự muốn chết vì tình thì tại sao hắn không lập tức tự sát sau khi đâm Tiểu Đông chứ? Thạch Trường Canh hiển nhiên có chút lo lắng, nếu hắn muốn xác nhận Tiểu Đông thật sự đã chết rồi mới tự sát, vậy tại sao khi cảnh sát nói cho hắn biết Tiểu Đông vẫn còn sống thì hắn lại cắn nát thuốc độc trong hàm răng để tự sát? À, không phải hắn dùng dao tự đâm chết bản thân sao? Thạch Thuần có chút ngạc nhiên, lại còn chơi phương pháp cao cấp như là uống thuốc độc nữa. Mấu chốt chính là thủ pháp uống thuốc độc kia giống như hành vi của sát thủ chuyên nghiệp. Thạch Trường Canh lộ ra sắc mặt nghiêm túc, bên phía Đàm Uy đang cẩn thận điều tra tư liệu của hung thủ, chúng ta phải biết rõ ràng hắn chân chính là người thầm mến cuồng cố chấp hay là một sát thủ ngụy trang thành người thầm mến Tiểu Đông. Anh rể, hình như ba ta nói cũng có đạo lý nha. Thạch Thuần vẫn ôm cánh tay của Hạ Thiên. Nếu không chúng ta ở lại đây một lúc. Thạch Thuần nhìn Vân Tiểu Đông, lại nói Tiểu Đông lớn lên không đẹp, chắc không có kẻ thù gì đó. Nếu có sát thủ chuyên nghiệp tới giết nàng, hơn phân nửa là nhằm về phía chị ta. Vân Tiểu Đông tức giận nhìn Thạch Thuần, thật tức giận, nàng rõ ràng rất đẹp, thế mà Thạch Thuần cứ liên tục nói khích nàng xấu xí. Mà điều càng làm cho Vân Tiểu Đông tức giận hơn là, mặc dù nàng rất đẹp, nhưng đúng là không thể sánh bằng Thạch Thuần. Cũng được thôi. Dù sao hiện tại bên tiểu muội chân dài chơi không vui. Hạ Thiên không có ý kiến gì, bây giờ hắn đang ở trong trạng thái ăn không ngồi rồi. Ai, anh rể, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Thạch Thuần bắt đầu lôi kéo Hạ Thiên đi ra ngoài, ta còn chưa ăn sáng nữa, bây giờ vừa vặn ăn cơm chưa. Đừng nhìn hôm nay Hạ Thiên bay qua bay lại liên tục, nhưng thật ra bây giờ vẫn còn rất sớm, lúc này mới chỉ có một giờ trưa, ăn cơm trưa là hoàn toàn không có vấn đề. Ta đi thay quần áo. Vân Tiểu Đông chạy vào phòng của mình, hiển nhiên cũng chuẩn bị đi theo ăn cơm. Có rất nhiều nhà hàng khách sạn ở thị xã Mộc Dương, dù sao thì đây cũng là thành phố du lịch, vấn đề ăn ở rất quan trọng, hơn nữa giá cả rất tốt, trên cơ bản không tồn tại chuyện cố ý lừa gạt du khách. Có điều rất nhiều du khách thích ăn một chút đặc sản địa phương hay thịt rừng gì đó, cho nên loại nhà hàng này mọc lên rất nhiều. Còn về Thạch Trường Canh,
hắn là người địa phương cho nên không có hứng thú gì đối với đặc sản địa phương hay thịt rừng, Thạch Thuần cũng vậy, cho nên bọn họ tìm một nhà hàng bán món trung tương đối xa hoa nhưng không có đặc sắc gì rồi đặt một phòng nhỏ. Tiếp theo Thạch Thuần hào phóng kêu rất nhiều món ăn, nàng biết Hạ Thiên ăn rất khỏe. Đương nhiên, hiện tại Thạch Thuần cũng ăn khỏe không kém. Đặc biệt là sau khi Thạch Thuần đã trở thành người tu tiên kim đan kỳ, càng có thể ăn nhiều hơn. 10 phần cơm lam, còn có 2 chai rượu ống trúc. Thạch Thuần chọn món ăn xong thì lại gọi thêm chút món ăn, tiếp theo quay sang nói với Hạ Thiên, anh rể, cơm lam và rượu ống trúc ở nơi này không tệ, còn lại đều bình thường, nhưng hương vị cũng khá ổn. Không sao, ta không kén ăn. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn thật sự không yêu cầu gì về đồ ăn, hắn chỉ yêu cầu cao khi chọn vợ mà thôi. Thức ăn được đưa lên tương đối chậm, rượu thì lại được đưa lên ngay lập tức, Thạch Thuần đánh vỡ ống trúc, bắt đầu rót rượu cho Hạ Thiên, tiếp theo lại rót một ít cho Thạch Trường Canh, cuối cùng rót cho chính mình một ly. Nè, ta cũng muốn uống. Vân Tiểu Đông la một câu. Con nít con nôi không thể uống rượu. Thạch Thuần cười hì hì, tiếp đó giơ ly lên, nào, anh rể, ba, chúng ta chúc mừng Vân Tiểu Đông bị người ám sát. Thạch Thuần, ngươi nói cái gì vậy hả? Vân Tiểu Đông lập tức giận. Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi gấp cái gì chứ? Thạch Thuần chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, chúng ta chúc mừng ngươi bị người khác ám sát nhưng không chết, điều đó chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Bại Hoại thúc thúc, ngươi phải giúp ta đó. Thạch Thuần luôn ức hiếp bắt nạt ta. Vân Tiểu Đông có chút buồn bực, thế là bắt đầu cầu viện Hạ Thiên. Tiểu Đông à, ngươi ngốc quá đi, làm sao anh rể có thể giúp ngươi được chứ? Thạch Thuần cười hì hì, chị ta thương ta, anh rể đương nhiên cũng sẽ thương ta, với lại, ta chuẩn bị qua mấy năm nữa sẽ làm vợ nho nhỏ của anh rể, cho nên anh rể nhất định sẽ đối xử tốt với ta hơn ngươi rồi. Mà ngươi không có cơ hội này đâu, dung nhan ngươi không dễ nhìn, anh rể cũng sẽ không thích ngươi. Khụ khụ, Thạch Trường Canh ho sặc sụa, nhà đầu này nói năng bậy bạ cái gì vậy? Ba à, người bị cảm sao? Trời nóng bức quá nên người bị cảm mạo rồi à? Thạch Thuần có chút ngạc nhiên nhìn Thạch Trường Canh, có cần anh rể chữa cho ngươi không? Thuần Thuần, ngươi đừng quậy nữa. Thạch Trường Canh trầm giọng nói. Ta không quậy nha, dù sao thì ta vẫn không tìm được bạn trai thích hợp. Thạch Thuần bĩu môi, trên thế giới này không có ai xứng đôi với người xinh đẹp như ta cả, cũng chỉ còn anh rể là không tồi, nếu để cho đám nam nhân kia được tiện nghi, còn không bằng để anh rể chiếm tiện nghi nha. Nói đến đây, Thạch Thuần cười hì hì với Hạ Thiên, anh rể thấy ta nói có đúng không? Không đúng, là ngươi chiếm tiện nghi của ta, chứ không phải là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hạ Thiên cực kỳ nghiêm túc sửa lại, làm vợ nhỏ của ta là ngươi chiếm tiện nghi, đúng rồi, ngươi chỉ có thể là vợ nho nhỏ số 2, ta đã để lại vị trí số 1 cho tiểu muội chân dài rồi. Số 2 cũng không sao nha, ai, anh rể, sau này ta có thể ngủ chung với nhụy nhụy tỷ tỷ không? Thạch Thuần chớp mắt, dường như đang có ý đồ xấu gì đó. Chuyện đó để sau hãy nói. Hạ Thiên thuận miệng đáp lại. Thạch gia gia, người cũng mặc kệ không quản sao. Thạch Thuần muốn cướp Bại Hoại thúc thúc với mẹ đấy. Vân Tiểu Đông trông có vẻ rất tức giận. Ta là người giúp chị ta ở bên anh rể, ta mới không phải là cướp đâu. Thạch Thuần cười hì hì. Chị ta chắc chắn sẽ không phản đối. Thạch Trường Canh có chút bất đắc dĩ trong lòng, dự cảm không tốt của hắn đã được chứng thực rồi, xem ra bảo bối của hắn hơn phân nửa vẫn không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Hạ Thiên. Chỉ là hắn thật ra không quản được, hơn nữa hắn cũng biết bản thân không có cách nào ngăn cản. Mặt khác, có một sự thật mà hắn không thể thừa nhận, ngay cả bản thân hắn đều cảm thấy nếu để cho bảo bối của mình sống cùng với một nam nhân bình thường cả đời, vậy còn không bằng để nàng đi theo Hạ Thiên. Đương nhiên, tất cả những chuyện này, mấu chốt là xem chính bản thân Thạch Thuần, nhưng vấn đề là, hắn thật ra biết trong lòng Thạch Thuần vẫn luôn có chút sùng bái Hạ Thiên. Lúc này thì điện thoại của Thạch Trường Canh lại vang lên, hắn cũng lập tức tiếp nhận cuộc gọi. Đàm Uy, tình hình thế nào rồi? Được rồi, được, chúng ta đang ăn cơm, người đến đây đi, mọi người đều ở đây, Hạ Thiên, Thuần Thuần và Tiểu Đông đều ở đây, vừa khéo tụ tập cùng nhau, đúng vậy. Chỗ này là chỗ cũ. Thạch Trường Canh cúp điện thoại rồi nhìn về phía Hạ Thiên, Đàm Uy đang đi ra từ đồn cảnh sát, hắn sẽ đến đây ngay lập tức. Lúc này, nhân viên phục vụ mới bắt đầu mang thức ăn lên. Có điều thức ăn ở nơi đây được mang lên khá đặc biệt, hoặc là không mang lên, hoặc sẽ đưa lên cùng một lúc. Còn không phải sao, những món ăn Thạch Thuần vừa mới gọi, bây giờ đều đã được bưng tới, trong nháy mắt toàn bộ bàn ăn đã bị lấp đầy.
vẫn còn một số món vẫn chưa có chỗ đặt xuống. Ai, những món còn lại 10 phút sau hãy mang lên, ta ăn trước một chút đã. Thạch Thuần nói một câu, sau đó không một chút khách khí bắt đầu ăn lấy ăn để. Có lẽ là do thực lực vừa mới được tăng lên, bây giờ nhu cầu cấp bách của Thạch Thuần là cần bổ sung một chút năng lượng, nàng ăn rất nhanh, đồng thời còn lôi kéo Hạ Thiên cùng một chỗ. Nếu những người khác quen với Hạ Thiên thấy được cảnh đó, bọn họ sẽ cảm thấy hiện tại hai người này rất giống với Hạ Thiên và Liễu Mộng trước kia, chỉ có điều bây giờ Liễu Mộng đã đổi thành Thạch Thuần mà thôi. 10 phút sau, Đàm Uy đến nơi, mà nhân viên phục vụ cũng đang mang thức ăn lên một lần nữa. Nhân viên phục vụ nhìn đĩa trống không trên bàn mà trợn mắt há hốc mồm, mới có một lúc trôi qua mà đã ăn xong rồi sao? Thùng cơm, Vân Tiểu Đông bĩu môi. Anh rể, Tiểu Đông mắng ngươi kìa. Thạch Thuần lập tức mách lẻo. Rõ ràng là ta đang nói ngươi. Vân Tiểu Đông lập tức nói. Nhưng ta cũng ăn nhiều giống như anh rể, nếu ngươi mắng ta thì chính là đang mắng anh rể. Thạch Thuần cười, sau đó cuối cùng mới đứng lên chào hỏi Đàm Uy, anh Đại Uy, có vẻ như anh lại đẹp trai hơn rồi. Thuần Thuần, ngươi cũng ngày càng xinh đẹp nha. Đàm Uy cười ha ha. Đó là đương nhiên rồi, Thuần Thuần ta chính là sẽ ngày càng xinh đẹp hơn. Thạch Thuần không khiêm tốn một chút nào. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng đang dọn những đĩa không trên bàn đi, sau đó trên bàn lại đầy món ăn mới, coi như đã mang lên đủ. Anh Đại Uy, tới, uống chút rượu nào. Thạch Thuần rót rượu cho Đàm Uy, nàng và Đàm Uy cũng quen nhau, quan hệ không tệ lắm, nguyên nhân rất đơn giản. Những năm này, Đàm Uy thường xuyên tặng đồ cho nàng. Cũng không có cách nào khác, Đàm Uy khó có thể trực tiếp tặng đồ cho Vân Thanh, hơn nữa bản thân Vân Thanh cũng không thiếu tiền. Cho nên hắn chỉ có thể đưa cho Thạch Thuần, đặc biệt là khi Thạch Thuần còn nhỏ, chỉ số búp bê Đàm Uy tặng cho nàng đã có thể chất đầy cả một gian phòng. Anh Đại Uy, cơm lam này là cho ngươi. Ba, ngươi cũng ăn một ít đi. Tiểu Đông, ngươi cũng ăn chút cơm đi. Còn lại là của ta và anh rể. Anh rể ăn nhiều hơn nên cho ngươi 4 cái, ta 3 cái. Thạch Thuần chia 10 ống cơm lam, mà Tiểu Đông muốn nói rằng Thạch Thuần là thùng cơm. Làm gì có nữ nhân nào có thể ăn nhiều giống như Thạch Thuần vậy, hơn nữa dáng người còn có thể đẹp như thế chứ. Thật sự phi lý. Anh rể, nhiều năm không gặp, ta kính ngươi một ly trước. Đàm Uy cầm ly rượu đứng lên, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta uống trước. Anh rể, ngươi cứ tùy ý uống. Đàm Uy nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu. Hạ Thiên thực sự là tùy ý, hắn uống hết rượu trong ly, mà Thạch Thuần cũng lập tức rót đầy cho hắn. Có thể nói là phục vụ chu đáo. Đàm Thúc, rốt cuộc kẻ muốn giết ta là ai vậy? Lúc này, Vân Tiểu Đồng mới mở miệng hỏi, lúc đó ta không nhìn rõ dáng vẻ của hắn. Bây giờ ở chỗ ta chỉ có tên của người kia, cảnh sát đang điều tra địa chỉ của hắn, nghe nói ở đó đã tìm thấy một số bức ảnh theo dõi ngươi. Nhìn qua có vẻ như hắn thực sự là người thầm mến ngươi. Đàm Uy mở miệng nói ra, hắn tên là Vạn Bình, một cái tên rất phổ biến. Nhìn qua thì hắn hình như không phải người địa phương, nhưng hắn chắc đã chuyển đến thành phố Mộc Dương từ rất lâu rồi. Hay là ta tới kiểm tra một chút? Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra rồi gửi tin nhắn WeChat cho bé ngoan, để cho bé ngoan điều tra một chút tư liệu. Đàm Uy, cảnh sát bên kia sẽ điều tra, nhưng chính chúng ta cũng phải tự điều tra. Ở thành phố Mộc Dương này, có người dám ra tay với Tiểu Đông. Đây là một sự khiêu khích đối với tất cả chúng ta. Tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó được. Thạch Trường Canh chậm rãi nói, từ đầu đến cuối ta vẫn không tin rằng người kia thực sự chỉ vì thầm mến Tiểu Đông mà ra tay. Chúng ta phải tìm cách bới móc mọi chuyện sau lưng hắn. Ba, thật ra, ta nghĩ chuyện đấy chính là Tiểu Đông gặp phải tên có bệnh thần kinh thôi. Nếu như nhằm vào chị ấy, vậy thì ta mới gặp rắc rối. Ta vừa xinh đẹp vừa dễ thương như vậy, rõ ràng mới là mục tiêu mới đúng chứ. Thạch Thuần cười hì hì, thật ra ta rất muốn có người tới tìm ta gây phiền phức, như thế thì chơi mới vui hơn, hiện tại cũng không có người đánh nhau với ta. Thuần Thuần, ngươi rất muốn đánh nhau sao? Ta có thể đánh nhau với ngươi. Hạ Thiên nói rất chân thành. Ta mới không thèm đánh. Thạch Thuần bĩu môi, ta đánh không lại ngươi, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị ngươi bắt nạt. Thạch Thuần chớp chớp mắt, lại nói, anh rể, ngươi không thể thừa dịp chị ta không có ở đây mà bắt nạt ta. Còn nữa, ta sớm muộn gì cũng sẽ làm vợ của ngươi. Ngươi không thể quá vội vàng, nếu quá vội vàng thì sẽ không tìm thấy một người vợ tốt, qua mấy năm nữa ta sẽ càng xinh đẹp hơn. Đàm Uy bên cạnh đã sững sờ khi nghe nói như thế, sau đó hắn vô thức nhìn về phía Thạch Trường Canh. Thạch Trường Canh đáp lại bằng một nụ cười khổ,
hắn đối với chuyện này cũng không thể làm gì được. Thuần Thuần, ta không vội, nhưng có vẻ như ngươi khá gấp gáp đấy. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn tất nhiên là thật sự không vội, mặc dù Thuần Thuần rất đẹp, thân hình cũng rất tốt nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy Thuần Thuần là một kẻ lừa gạt, không khác biệt lắm với kiểu lừa đảo của Hàm Hàm, muốn nàng làm vợ bé của mình hay không, hắn nghĩ mình vẫn phải cân nhắc một chút. Gì đây, anh rể, ngươi không có một chút lòng thành nào cả. Thạch Thuần bĩu môi, cho dù như vậy đi, bây giờ ta chỉ là cô em vợ của ngươi thôi. Ta dùng tiền của ngươi, chiếm tiện nghi của ngươi, còn không cho ngươi chiếm tiện nghi của ta, hừ. Leng keng. Âm thanh nhắc nhở của WeChat vang lên, Hạ Thiên cầm điện thoại lên thì thấy bé ngoan gửi cho hắn một ít tư liệu về Vạn Bình. Đây là một gói tập tin rất lớn, sau khi Hạ Thiên mở ra, thấy bên trong có rất nhiều ảnh chụp, mà lúc này Thạch Thuần cũng góp mặt tới. À, đây không phải là chị của ta sao? À, hình như là ảnh trước kia của chị, còn mang theo Tiểu Đông khi còn bé đó. Thạch Thuần thuận miệng nói ai, hồi nhỏ Tiểu Đông thực sự rất xấu nha, nhìn giống như một trái bí đao nhỏ vậy. À, cái tên đó không tệ, sau này ta sẽ gọi nàng là Tiểu Bí Đao. Ngươi mới là Tiểu Bí Đao. Vân Tiểu Đông tức điên lên, lời nói của Thạch Thuần quá tổn thương người khác. Ai, rất nhiều ảnh chụp nha, có vẻ như đều là của Tiểu Đông, người chụp đó, tất cả đều là do Vạn Bình kia chụp sao. Thạch Thuần bắt đầu xem đến phần sau của tư liệu, này, lai lịch của người này rất thần kỳ a, 9 năm trước. Hắn đột nhiên xuất hiện ở thành phố Mộc Dương. Ồ. Khi đó còn gọi là huyện Mộc Dương. Trước lúc đó, hắn cũng không có bất kỳ bản ghi chép điện tử nào cả. Thạch Thuần quay đầu nhìn về phía Thạch Trường Canh rồi tiếp tục nói, ba, người dự cảm rất linh nha. Người này đúng là có vấn đề, hắn bắt đầu theo dõi Tiểu Đông từ 9 năm trước, khi đó Tiểu Đông mới 9 tuổi, hắn chắc chắn sẽ không thầm mến Tiểu Đông sớm như vậy, vào thời điểm đó có thể nói là Tiểu Đông rất khó coi. Khi đó ta cũng không khó coi nha. Vân Tiểu Đông phản bác lại. Ừ. Thuần Thuần nói không sai, người đó có vấn đề, cái gì mà yêu thầm với cố chấp chứ, tất cả đều là giả. Lúc này, Hạ Thiên cũng đưa ra kết luận, hắn lờ mờ cảm thấy chuyện kia có thể liên quan đến tổ chức diệt thần. Trước đây, bọn chúng có kế hoạch nhằm vào Y Tiểu Âm ở Paris, cũng là bắt đầu từ nhiều năm trước, bây giờ, kế hoạch này lại nhằm vào Vân Tiểu Đông, cũng là đã bắt đầu từ nhiều năm trước, nhưng, điều đó có nghĩa là cái tổ chức kia đã thực sự bắt đầu hành động rồi hay không? Nếu người tên Vạn Bình đấy cũng đến từ tổ chức diệt thần, như vậy, chỉ sợ tổ chức này có thể đang hướng về phía hắn, bởi vì điểm chung duy nhất giữa Vân Tiểu Đông và Y Tiểu Âm cũng chỉ là hắn. Vấn đề là Vạn Bình đã chết rồi, người này có phải đến từ tổ chức diệt thần hay không, e rằng không có cách nào xác định được. Anh rể, người có thể cho ta một bản tư liệu ngươi vừa lấy được không? Lúc này, Đàm Uy mới nói ta sẽ điều tra cẩn thận lại cho người, xem có thể tìm được một chút tin tức mới nào không. Được, Hạ Thiên rất nhanh đã gửi tư liệu cho Đàm Uy, thuận tiện, WeChat của Đàm Uy cũng được thêm vào. Sau đó, Thạch Thuần đã lấy điện thoại của Hạ Thiên rồi thêm nàng vào nữa. Sau khi Đàm Uy nhận được tư liệu cũng gửi cho Thạch Trường Canh một bản, Thạch Trường Canh nhanh chóng nhìn qua một lượt, sắc mặt hắn trở nên có chút ngưng trọng, hắn cũng bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một kế hoạch đã bắt đầu từ 9 năm trước, vậy kế hoạch này chắc chắn không thể coi thường được. Hạ Thiên, người có manh mối gì không? Ta cảm giác chuyện đó không phải nhằm vào Tiểu Đông, mà là hướng về phía Tiểu Thanh hoặc ngươi. Dù sao thì Thạch Trường Canh có kinh nghiệm rất phong phú, thoáng qua đã có thể nhìn ra loại kế hoạch kia rất không thể nào chỉ dùng để đối phó với Vân Tiểu Đông. Nhưng vấn đề là, nếu dùng để đối phó với Hạ Thiên và Vân Thanh, kế hoạch này dường như lại không đủ hoàn chỉnh. Chẳng lẽ đối phương chỉ là muốn giết chết Vân Tiểu Đông để báo thù cho Vân Thanh hoặc Hạ Thiên sao? Tạm thời ta cũng không rõ lắm. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, có thể liên quan đến một tổ chức tên là Diệt Thần, nhưng tổ chức này rất khó điều tra. Hạ Thiên suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng nói ra một số thông tin liên quan đến tổ chức Diệt Thần, bao gồm cả chuyện trước đó tổ chức Diệt Thần muốn đối phó với Y Tiểu Âm, hắn đều không hề giấu giếm. Đồng thời, hắn cũng nói cho Thạch Trường Canh và những người khác biết về phương thức hoạt động bình thường của tổ chức Diệt Thần. Xem ra Hạ Thiên muốn để cho tất cả mọi người biết chuyện này cũng không phải là chuyện gì xấu. Hạ Thiên, ta nghĩ ngươi có thể nên đề phòng một chút. Nếu tổ chức diệt thần đó đang hướng về phía ngươi, vậy thì chắc bọn hắn đã sắp xếp rất nhiều người như vậy, mà mục tiêu của bọn hắn có thể là những người có quan hệ thân thiết với ngươi. Nói cách khác, người chủ sự đứng sau tổ chức này có thể biết rằng không có cách nào trực tiếp đối phó được ngươi.
Thạch Trường Canh bắt đầu phân tích, ta đề nghị ngươi vẫn nên nói chuyện đó với một số người có liên quan, chẳng hạn như những gia tộc ở Giang Hải có quan hệ thân thiết với ngươi, còn ở thủ đô bên kia nữa, hãy nói để cho bọn hắn có chỗ đề phòng. Anh rể, nếu không để ta làm mồi nhử thì sao? Bọn hắn cũng không biết là ta rất biết đánh nhau, nói không chừng bọn hắn sẽ phái người tới quấy rầy ta đó. Dáng vẻ của Thạch Thuần như hận không có chuyện tìm đến trước cửa nhà mình. Canh thúc, anh rể, trước hết ta sẽ cho người tiếp tục điều tra Vạn Bình kia, xem có thể tìm ra chút manh mối gì không. Đàm Uy vội vàng ăn xong một bát cơm, rồi lại uống chén rượu, ta sẽ đi nhìn chằm chằm phía bên kia cảnh sát trước, tránh để cho bọn hắn xảy ra điều gì sơ suất. Đàm Uy rất nhanh đã rời đi, mà Hạ Thiên quyết định gọi điện thoại để thu xếp mọi việc một chút. Lúc này trước cửa phòng lại truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi, Thạch Trường Canh quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Cánh cửa bị đẩy ra, một nhân viên phục vụ xuất hiện ở cửa ra vào. Xin hỏi Vân Tiểu Đông có ở đây không? Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi. Ta là Vân Tiểu Đông, có chuyện gì vậy? Vân Tiểu Đông lập tức hỏi. Là như vậy, có một cuộc điện thoại gọi đến quầy lễ tân của chúng ta nói là muốn tìm Vân Tiểu Đông. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kỳ lạ, tại sao lại có cuộc điện thoại gọi tới nhà hàng để tìm ta? Vân Tiểu Đông rất ngạc nhiên, đúng rồi, điện thoại di động của ta hình như bị rơi ở bệnh viện rồi, ta đi nhận điện thoại đây. Thuần Thuần, người đi với Tiểu Đông đi, Thạch Trường Canh dặn dò. Được, Thạch Thuần trả lời một câu rồi đi ra khỏi phòng với Vân Tiểu Đông. 2 phút sau, hai người lại cùng nhau quay trở về. Không biết là cái tên bệnh tâm thần nào bày ra trò đùa quái đản như vậy, Tiểu Bí Đao vừa đến nhận điện thoại thì bên kia cúp máy luôn. Thạch Thuần thở phì phò nói. Thôi quên đi, trước tiên cứ mặc kệ hắn, ăn cơm trước đi. Thạch Trường Canh mơ hồ cảm thấy tình huống không ổn, nhưng vẫn không có suy nghĩ nhiều. Mọi người lại tiếp tục ăn cơm, nhưng sau đó cũng không có gì xảy ra chuyện gì, mọi thứ dường như rất bình thường. Khoảng 2 giờ sau, đoàn người dùng cơm xong xuôi về đến nhà, mà đúng vào lúc đó, Thạch Trường Canh lại nhận được điện thoại, lần này là điện thoại của bên phía cảnh sát gọi tới. Nhưng lại yêu cầu Vân Tiểu Đông đến lập biên bản. Hạ Thiên, để ta đi với Tiểu Đông đến đồn cảnh sát, Thuận Thiên ta cũng tới đó để hỏi thăm tin tức. Thạch Trường Canh biết loại chuyện nhỏ nhặt kia không tiện làm phiền Hạ Thiên tự mình đi, hơn nữa hắn cũng biết Hạ Thiên thích đi với Thạch Thuần hơn, cho nên mới đề nghị như vậy. Đối với việc này, Hạ Thiên không có ý kiến gì, vì vậy Thạch Trường Canh đưa Vân Tiểu Đông rời đi. Anh rể, hay chúng ta đến biệt thự của chị ta đi? Nơi đó thoải mái hơn ở đây, còn có cả bể bơi nữa. Thạch Thuần lập tức đề nghị, mỗi lần về nhà nàng đều sẽ ở bên Vân Thanh nhiều hơn. Thạch Thuần dừng một chút, lại nói thêm, ta có rất nhiều quần áo ở đó. Được, Hạ Thiên tất nhiên đồng ý, dù sao thì hắn cũng thích đến bên kia hơn. Hai người ăn khớp với nhau, thế là bọn hắn rất nhanh đã rời khỏi nhà họ Thạch, vài phút sau đó đã đi vào bên trong một tòa biệt thự lớn khác. Thực ra nguồn gốc của biệt thự này có liên quan đến Hạ Thiên, nó cũng không phải mới xây mà là do Vân Thanh mua, nơi đây đã từng là biệt thự duy nhất có hồ bơi ở thành phố Mộc Dương, mười mấy năm trước, Triệu Vũ Cơ còn qua đây ở. Hơn nữa, trên thực tế, những năm gần đây, Triệu Vũ Cơ vẫn thỉnh thoảng tới đây sống, đương nhiên đối với các nàng mà nói, ở đây như thế nào cũng không thể sánh được với đảo Thần Tiên, nhưng trên đảo Thần Tiên có rất nhiều người, đôi khi Triệu Vũ Cơ sẽ lôi kéo Hạ Thiên ra ngoài để sống trong thế giới hai người. Mà nàng càng thích đến những nơi hai người đã từng ở cùng nhau trước đây. Giống như hồ nước ở núi Thanh Phong kia, về sau Triệu Vũ Cơ cũng có rủ Hạ Thiên cùng nhau đến nơi đó. Anh rể, ta hơi buồn ngủ, ta đi ngủ một giấc trước đã, từ tối hôm qua đến giờ ta vẫn chưa được ngủ. Thạch Thuần ngáp một cái rồi chạy về phòng ngủ của mình. Kết quả là Hạ Thiên vốn rất nhàm chán lại càng trở nên buồn chán hơn. Sau đó, Hạ Thiên gọi điện thoại cho Lam Y Nhân. Chồng à! Làm sao vậy? Ngược lại, Lam Y Nhân rất nhanh đã nhận điện thoại. Vợ Tiểu Y Y, nàng hết bận chưa? Bây giờ ta đang rất buồn chán. Hạ Thiên hỏi thẳng. Chưa xong, Lam Y Nhân có chút bất đắc dĩ, bên này ta còn nhiều chuyện lắm, trước tiên anh đừng có tới tìm ta, nếu như anh đến, muốn cái gì cũng sẽ không làm được, nếu không thì anh tìm Bối Bối về đi, để cho nàng ấy tới làm việc, ta cũng sẽ không cần bận rộn như vậy nữa. Được, ta sẽ gọi điện thoại cho Bối nha đầu kia. Hạ Thiên cúp điện thoại của Lam Y Nhân rồi bắt đầu gọi điện cho Tô Bối Bối. Điện thoại lại được kết nối, Tô Bối Bối rất nhanh đã trả lời, alo. Ai vậy, tín hiệu không tốt, ta
ta không thể nghe thấy, ta cúp máy trước đây. Cứ như vậy, Tô Bối Bối cúp điện thoại. Nhà đầu kia thực sự muốn ăn đòn mà. Hạ Thiên có chút buồn bực, rõ ràng là Tô Bối Bối cố ý. Đúng lúc Hạ Thiên đang suy nghĩ có nên gọi điện cho tiểu muội chân dài để hỏi một chút tình hình ở bên kia hay không, thì điện thoại di động của hắn lại vang lên, nhưng lần này người gọi tới lại là Triệu Thanh Thanh. Sư phụ, người đang ở đâu vậy? Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi, nhất định phải nói trước mặt. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. Ta đang ở thành phố Mộc Dương. Hạ Thiên thuận miệng trả lời, trong lòng có chút buồn bực, Triệu Thanh Thanh kia có chuyện quan trọng gì mà phải nói trước mặt hắn chứ? Thành phố Mộc Dương, vậy được rồi, sư phụ, ta đi lập tức đi tìm ngươi. Triệu Thanh Thanh nói xong thì cúp máy ngay, hiển nhiên đang lo lắng Hạ Thiên sẽ từ chối. Hạ Thiên không thèm quan tâm tới chuyện đó, mặc dù hắn cảm thấy Triệu Thanh Thanh vẫn chưa đủ xinh đẹp, nhưng hắn cũng không ghét bỏ nàng, nếu nàng muốn tới thì tới đi. Dù sao thì bây giờ hắn thực sự đang rất nhàm chán. Thật là chán mà, Hạ Thiên lẩm bẩm một mình, sau đó hắn nằm dài trên ghế sofa, không có việc gì để làm, hắn cũng ngủ một giấc. Chà, nói không chừng trong mơ có thể gặp được thần tiên tỷ tỷ và tiểu muội chân dài. Cùng lúc đó, Thạch Trường Canh và Vân Tiểu Đông đã đến cục cảnh sát, vì hung thủ đã chết, hiện giờ Vân Tiểu Đông cũng không có việc gì, cho nên tới ghi chép cho đủ thủ tục. Bên này, Vân Tiểu Âm đang ghi chép biên bản, mà bên kia Thạch Trường Canh cũng nhờ người quen trong cục cảnh sát hỏi thăm về tình tiết vụ án, nhưng tình báo mà hắn lấy được không khác gì những điều Đàm Uy đã nghe được trước đó. Nửa giờ sau, Vân Tiểu Đông hoàn thành bản ghi chép, sau đó cảnh sát đưa cho Vân Tiểu Đông một chiếc điện thoại di động, lúc này nàng mới biết được, điện thoại di động không phải bị đánh rơi ở bệnh viện, mà là rơi mất ở hiện trường vụ án, sau đó nó đã nằm trong tay của cảnh sát. Vân Tiểu Thư, người có thể đi về rồi. Nếu có tin tức gì mới, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Cảnh sát tự nhiên đối xử với Vân Tiểu Đông rất khách sáo, dù sao thì thân phận của Vân Tiểu Đông không hề tầm thường. Được, cảm ơn chú. Vân Tiểu Đông đứng dậy rời đi, nàng chuẩn bị đi tìm Thạch Trường Canh, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của nàng lại vang lên. Vân Tiểu Đông ngẩn người, vừa cầm điện thoại đã có người gọi ngay tới. Đây cũng quá trùng hợp rồi. Thế nhưng nàng vẫn nhận điện thoại. Alo, ai vậy? Vân Tiểu Đông mở miệng hỏi. Xin chào, Vân Tiểu Đông, chúng ta đã để ý đến ngươi từ rất lâu rồi. Một giọng nói kỳ quái truyền ra từ trong điện thoại, ngươi đang rất muốn biết tại sao lại có người muốn giết ngươi, phải không? Ngươi là ai? Vân Tiểu Đông có chút nghi hoặc. Về sau ngươi sẽ biết ta là ai thôi, nhưng bây giờ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề trước. Ngươi có cảm thấy, chuyện mà ngươi gặp phải hiện tại có công bằng không? Giọng nói kỳ quái ở đầu dây bên kia hỏi. Ý của ngươi là gì? Cái gì mà có công bằng hay không? Vân Tiểu Đông rõ ràng là không hiểu được. Trên danh nghĩa, ngươi là con gái của Vân Thanh, ngươi có vẻ là thiên kim tiểu thư, nhưng trên thực tế, ngươi có cảm thấy mình đã nhận được tất cả những gì mình xứng đáng có được không? Về tuổi tác, ngươi không chênh lệch nhiều so với Thạch Thuần, nhưng việc ngươi có tất cả mọi thứ, có thể được so sánh với tất cả những gì nàng ấy có sao? Có một mùi vị kích động rõ ràng trong giọng nói kỳ lạ kia, từ nhỏ đến lớn, mọi thứ nàng ấy có đều tốt hơn ngươi, bây giờ điều gì nàng ấy cũng xuất sắc hơn ngươi, mà cuối cùng nàng ấy còn sẽ cười nhạo ngươi. Ngươi cảm thấy những thứ này có công bằng không? Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Tiểu Đông nói có chút lắp bắp ngươi, làm sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy? Ta biết rất nhiều chuyện, ví dụ như, ta còn biết, hôm nay ngươi đã bị người khác đâm một dao. Nhưng một dao đó, thực ra không phải là đâm về hướng ngươi. Bởi một ai đó ngày hôm nay, nhưng con dao này, thực tế, không nên đâm vào ngươi, vì, chẳng qua ngươi chỉ là một con dê thế tội mà thôi. Giọng nói quái dị dường như thực sự biết tất cả mọi chuyện, có lẽ ngươi đã biết, người muốn giết ngươi cũng không phải người thầm mến ngươi, nhưng ngươi có biết tại sao hắn lại trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi không? Ta không biết. Vân Tiểu Đông vô thức trả lời. Tất nhiên là ngươi không biết rồi. Vì người muốn giết ngươi thật ra không có thủ oán gì với ngươi. Người mà bọn hắn thực sự muốn giết chính là Thạch Thuần. Giọng nói kỳ quái chậm rãi nói, hơn nữa, thực tế là ngươi đã giúp Thạch Thuần ngăn cản một dao. Nếu bọn hắn thực sự muốn giết Thạch Thần, vậy tại sao lại tới giết ta? Dáng vẻ của ta và Thạch Thuần không giống nhau, hơn nữa mấy năm nay Thạch Thuần rất ít khi ở thành phố Mộc Dương. Vân Tiểu Đông cũng không ngốc, nàng lập tức phát hiện ra cái suy nghĩ đó không đúng. Đó là bởi vì bọn hắn không thể giết được Thạch Thuần. Giọng nói kỳ quái bắt đầu giải thích, chẳng lẽ ngươi không biết,
thực ra Thạch Thuần không phải là người bình thường sao? Thạch Thuần ngoại trừ xinh đẹp ra, giống như không có gì đặc biệt cả. Vân Tiểu Đông hơi chần chờ một chút. Nói như vậy, các nàng thật sự vẫn luôn đang lừa gạt ngươi. Giọng nói kỳ lạ cười, tiếng cười cũng rất quái dị, ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản, ngươi có phát hiện ra hay không, cho dù trên danh nghĩa Vân Thanh là mẹ của ngươi hay Thạch Thuần, hai người đó đều biết võ công, đúng chứ? Có phải các nàng đều nói với ngươi rằng bản thân biết võ công đều là do học từ Hạ Thiên không? Chuyện này, hình như là vậy. Vân Tiểu Đông ngẩn ngơ, sau đó đáp lại. Nếu ta nói cho ngươi biết, thật ra đó không phải là võ công thì thế nào? Giọng nói kỳ quái kia tiếp tục chế nhạo, Vân Thanh đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng ấy không khác gì so với hơn 20 tuổi. Ngươi nhìn Hạ Thiên hiện tại đi, có phải vẫn là dáng vẻ 20 tuổi không? Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Vân Tiểu Đông có chút lo lắng, thật ra nàng đương nhiên cũng từng nghi ngờ tới những chuyện đó, nhưng nàng vẫn không suy nghĩ quá nhiều đến nó. Ngươi có biết người tu tiên là gì không? Giọng nói kia quái dị chậm rãi hỏi. Người tu tiên, cái đó không phải chỉ thấy trong tiểu thuyết và phim ảnh thôi sao? Vân Tiểu Đông rõ ràng là không xa lạ gì với thuật ngữ này, dù sao thì nàng cũng là một người đã từng đọc qua tiểu thuyết. Vậy nếu như ta nói cho ngươi biết, Vân Thanh và Thạch Thuần, còn có Hạ Thiên nữa, bọn hắn đều là người tu tiên, cho nên bọn hắn có thể trẻ mãi không già, lại có năng lực siêu phàm thoát tục, ngươi có tin không? Giọng nói quái dị đó không nhanh không chậm nói, nếu ngươi vẫn không tin, vậy ngươi hãy tự hỏi chính mình một chút, cách đây không lâu ngươi suýt chút nữa đã bị người khác một dao đâm chết, thế mà bây giờ ngươi đã hoàn toàn bình phục như lúc ban đầu. Ngươi cảm thấy, chỉ là thần y bình thường có thể làm được điều đấy sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng trên thế giới này có y thuật thần kỳ như vậy sao? Có thể, ngay cả khi những gì ngươi nói là sự thật thì sao chứ? Vân Tiểu Đông có chút hỗn loạn. Bây giờ, ngươi 18 tuổi, 40 năm sau, ngươi 58 tuổi. Cho dù ngươi có chăm sóc tốt đến mấy, ngươi cũng sẽ có nếp nhăn, có tóc bạc, thậm chí là xấu xí không chịu nổi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, thậm chí là 40 năm sau, Vân Thanh vẫn sẽ xinh đẹp như bây giờ. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ của năm 20 tuổi. Giọng nói quái dị nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, còn Thạch Thuần, người vẫn luôn cười nhạo ngươi, nàng vẫn sẽ hơn 20 tuổi. Ngươi có thể tưởng tượng ra một chút hình ảnh đó không? Vân Tiểu Đông tự nhủ trong lòng mình không nên tin lời người kia nói, nhưng nàng vẫn vô thức tưởng tượng ra chút hình ảnh đó rồi bất giác dùng mình một cái. Hình ảnh ấy khiến cho nàng không dám tưởng tượng nữa. Có phải ngươi vẫn luôn cảm thấy Vân Thanh đối xử với ngươi rất tốt, coi ngươi như con gái ruột đúng không? Giọng nói kỳ quái kia lại cất lên, có phải ngươi vẫn luôn cho rằng trong suy nghĩ của Vân Thanh, ngươi và Thạch Thuần giống nhau? Mẹ luôn coi ta như con gái ruột của mình, Vân Tiểu Đông không nhịn được nói. Những năm này, Vân Thanh đối xử với nàng như thế nào, nàng là người hiểu rõ nhất. Mẹ thực sự đối xử rất tốt với nàng vẫn luôn thích ở cùng một chỗ với Vân Thanh. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là mẹ ruột trước kia của nàng, cũng chưa chắc làm tốt được như vậy nữa. Thế nhưng Vân Thanh lại để cho Hạ Thiên biến Thạch Thuần thành người tu tiên, vậy mà không biến ngươi thành người tu tiên. Mấy chục năm sau, khi tóc ngươi bạc trắng, mặt mày nhăn nheo, nhưng người mẹ trên danh nghĩa của ngươi lại vẫn xinh đẹp trẻ tuổi. Trong giọng nói quái lạ dường như có chút mùi vị chế giễu, ngươi thực sự cảm thấy Vân Thanh đối xử với ngươi và Thạch Thuần giống nhau sao? Nhiều năm về sau, người ở bên cạnh Vân Thanh chính là Thạch Thuần, chứ không phải là ngươi. Ngươi có biết tại sao không? Không phải vì ngươi già rồi, mà vì ngươi đã chết. Ngươi, cuối cùng con người rồi cũng sẽ phải chết. Vân Tiểu Đông nhịn không được cãi lại. Không sai, cuối cùng con người sẽ phải chết, nhưng Vân Thanh và Thạch Thuần sẽ không chết. Ít nhất, trong mấy trăm năm nữa, các nàng sẽ không chết. Giọng nói kỳ quái đó cười, được rồi, những gì nên nói cho ngươi biết, ta đã nói rồi, chính ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi có thể nghĩ một chút xem thế giới này có phải thật sự công bằng với ngươi hay không? Vì sao ngươi và Thạch Thuần lại có một khoảng cách lớn như vậy? Cơ bản giữa ngươi và Thạch Thuần sẽ không có khoảng cách nào lớn như vậy. Điện thoại đột nhiên bị gián đoạn, rõ ràng là người bên kia đã cúp máy, Vân Tiểu Đông sững sờ đứng ở nơi đó, đầu óc hỗn loạn rối rắm. Tiểu Đông, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Vân Tiểu Đông bị giật mình tỉnh giấc, nàng vội vàng quay đầu lại thì thấy Thạch Trường Canh đang đi tới. Tiểu Đông, viết biên bản xong chưa? Thạch Trường Canh dò hỏi. Xong rồi, cảnh sát nói ta có thể về nhà rồi. Vân Tiểu Đông gật đầu theo bản năng. Vậy được,
chúng ta trở về thôi. Thạch Trường Canh gật đầu, nhưng hắn lập tức hơi cau mày, Tiểu Đông, ngươi không sao chứ? Sắc mặt của ngươi không được tốt lắm. Không có việc gì đâu, có lẽ là do vừa rồi khi ta viết biên bản đã nhớ lại những chuyện trước đây, nên ta có chút không được thoải mái. Vân Tiểu Đông lắc đầu, ông nội Thạch, chúng ta về trước đi. Được, sau khi về nhà ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt. Rõ ràng là Thạch Trường Canh đã chấp nhận lời giải thích đó, hắn cũng không suy nghĩ nhiều nên đã đưa Vân Tiểu Đông rời đi. Sau khi Thạch Trường Canh và Vân Tiểu Đông về đến nhà thì phát hiện ra Hạ Thiên và Thạch Thuần đều không có ở đây. Bọn hắn lại đi đâu rồi? Thạch Trường Canh hơi nhíu mày, trong lòng hắn cảm thấy có chút không thoải mái, bây giờ, đứa con gái bảo bối này sẽ không đã ở cùng một chỗ với Hạ Thiên kia chứ? Để ta gọi điện thoại cho Thuần Thuần. Vân Tiểu Đông lấy điện thoại di động ra rồi bấm số của Thạch Thuần. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giọng nói bất mãn của Thạch Thuần truyền đến, này, Vân Tiểu Đông, ngươi lại làm gì vậy? Người ta đang ngủ. Ngươi và Bại Hoại Thúc Thúc đi đâu vậy? Vân Tiểu Đông hỏi thẳng. Ta đến biệt thự bên này của chị ta, anh rể cũng tới đây nữa, nếu ngươi muốn đến thì cứ đến, ta còn buồn ngủ, ngủ tiếp đây. Thạch Thuần nói xong cũng cúp điện thoại. Ông nội Thạch, bọn hắn về biệt thự bên kia của mẹ rồi, Thuần Thuần thì đang ngủ. Vân Tiểu Đông truyền đạt lại một chút. Ngủ. Thạch Trường Canh cảm thấy như vậy không ổn, ngủ vào ban ngày, hơn phân nửa là không có chuyện gì tốt. Tiểu Đông, ngươi có muốn đến đó không? Nếu ngươi muốn đi cứ nói, ta sẽ đưa ngươi đến đó. Thạch Trường Canh dò hỏi. Như vậy đi, ông nội Thạch, trước tiên ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một chút. Ban đầu, trong tiềm thức Vân Tiểu Đông nói muốn đi. Nhưng không hiểu vì sao, nàng chợt nhớ tới cú điện thoại vừa mới nhận được, sau đó nàng đột nhiên đổi ý. Vậy được, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Thạch Trường Canh cũng không ép buộc, lúc đầu hắn còn nghĩ để cho Vân Tiểu Đông đến đó thì tốt hơn, nhưng thật ra suy nghĩ lại một chút, nếu như giữa Hạ Thiên và con gái bảo bối thực sự xảy ra chuyện gì, mặc kệ ai ở nơi đó, e rằng cũng không có cách nào ngăn cản được. Vân Tiểu Đông rất nhanh đã trở về phòng. Về việc nàng có thực sự nghỉ ngơi hay không thì chỉ có bản thân Vân Tiểu Đông biết. Mà giờ phút này, Thạch Thuần vẫn đang ngủ trong biệt thự của Vân Thanh. Còn Hạ Thiên, hắn thực sự không ngủ. Bây giờ, hắn chạy tới bể bơi trên nóc biệt thự, ngơ ngác nhìn bể bơi. Vợ đại yêu tinh thật sự là có tiếng không có miếng nha. Bản thân là yêu tinh, thế mà lại không thể đột nhiên biến ra chính mình được. Hạ Thiên tự lẩm bẩm, hắn thật sự hy vọng Triệu Vũ Cơ sẽ bất ngờ xuất hiện. Tất nhiên là Triệu Vũ Cơ không thể đi ra ngoài, nhưng bây giờ, nhà họ Triệu lại có một đại mỹ nữ khác, có Đông Phương nữ hiệp nổi tiếng Triệu Thanh Thanh đang đến thành phố Mộc Dương. Trên đường cao tốc từ Giang Hải đến thành phố Mộc Dương, một chiếc Mercedes-Benz đang phóng nhanh, hơn nữa tài xế trên xe chính là Triệu Thanh Thanh. Không cần tài xế hay vệ sĩ, Triệu Thanh Thanh tự mình lái xe đến thành phố Mộc Dương, sau vài ngày chuẩn bị, cuối cùng nàng cũng có một hình tượng mới ưng ý. Nàng quyết định dùng hình tượng mới đó để gây ấn tượng với sư phụ biến thái tiêu chuẩn cao kia. Nếu lần này thành công, nàng có thể ở lại thành phố Mộc Dương với hắn một thời gian. Triệu Thanh Thanh, ngươi chắc chắn sẽ thành công. Triệu Thanh Thanh vừa lái xe vừa nói với chính mình như vậy, trong lòng nàng có chút chờ mong, nhưng thật ra cũng có chút lo lắng, dù sao thì đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không thể khiến cho sư phụ đổi ý. Còn cách thành phố Mộc Dương khoảng một giờ lái xe. Nhưng Triệu Thanh Thanh không chú ý mà bắt đầu giảm tốc độ. Bây giờ, nàng cảm giác có chút gần với quê hương. Mặc dù chưa thực sự trở về quê hương, nhưng nghĩ tới khoảng một giờ sau là nàng sẽ có thể quyết định trốn trở về nửa đời còn lại của mình, nàng lại cảm thấy có chút bất an. Kết quả là, trong tiềm thức, nàng bắt đầu muốn kéo dài một ít thời gian. Hả, Triệu Thanh Thanh đột nhiên phát hiện có chuyện không ổn, hai chiếc xe phía trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cũng đi chậm lại? Không đúng. Hai chiếc xe đằng sau cũng đang đi chậm lại. Giảm tốc độ thực ra không phải là vấn đề gì. Vấn đề là, bây giờ không có nhiều xe trên đường nên muốn vượt qua rất dễ dàng. Hơn nữa một trong những chiếc ô tô đó rõ ràng đã chạy trên đường cao tốc, nó có thể vượt lên bất cứ lúc nào, nhưng tốc độ xe vẫn giảm xuống. Tất nhiên, đây cũng không phải vấn đề lớn nhất, mấu chốt nhất là hiện giờ Triệu Thanh Thanh đã nhớ ra, mấy chiếc xe đó hình như vẫn luôn đi xung quanh nàng. Từ khi nàng rời khỏi Giang Hải đến bây giờ, mấy chiếc xe kia giống như đều đi phía trước và đằng sau xe của nàng. Triệu Thanh Thanh lại tăng nhanh tốc độ xe, sau khi chạy vài phút lại giảm bớt tốc độ, sau đó cứ liên tiếp mấy lần như vậy, Triệu Thanh Thanh xác định, bốn chiếc xe này thật sự vẫn luôn bám theo nàng.
Chỉ trong vài phút vừa rồi, bốn chiếc xe đó đã thay đổi vị trí phía trước và phía sau, nhưng chúng vẫn duy trì giáp kích trước sau xe của nàng. Theo lý thuyết trên thực tế, xe của nàng đã bị bao vây. Gặp quỷ à, đây là ai đã để mắt tới bản nữ hiệp vậy? Triệu Thanh Thanh có chút bực bội, ban đầu nàng còn đang vui vẻ đi gặp sư phụ, như thế nào lại gặp phải loại chuyện này? Lúc rời khỏi nhà, nàng còn không có nói với ba mẹ, chẳng lẽ những người kia vẫn luôn ở gần nhà nàng rồi nhìn chằm chằm sao? Mặc kệ, trước tiên phải hất bọn hắn ra đã. Triệu Thanh Thanh rất nhanh đã đưa ra quyết định, nếu như là bình thường, có lẽ nàng còn có thể chào hỏi với những người này một lát, sau đó nghĩ cách hốt gọn một mẻ những người kia, nhưng bây giờ, nàng không muốn gây thêm rắc rối nữa, nàng chỉ muốn đến thẳng thành phố Mộc Dương, xuất hiện với hình tượng xinh đẹp và gợi cảm nhất của mình, để cho sư phụ tiêu chuẩn cao kia của mình thấy được. Triệu Thanh Thanh lại giảm tốc độ lần nữa, một chiếc xe phía sau chạy vượt qua rồi thả chậm tốc độ, rõ ràng là đối phương đã chú ý tới sự khác thường của Triệu Thanh Thanh nên muốn thoát khỏi nghi ngờ. Nhưng đúng lúc này, Triệu Thanh Thanh đột nhiên giẫm mạnh chân ga, trực tiếp giẫm chân ga xuống phía dưới. Mercedes-Benz đột nhiên tăng tốc, phóng nhanh về phía trước, lại đột nhiên vượt qua chiếc xe trước mặt, sau đó Triệu Thanh Thanh cũng không có buông chân ga ra, nàng vẫn tiếp tục phóng xe về phía trước như bão táp. Trong nháy mắt, Mercedes-Benz đã bỏ rơi mấy chiếc xe kia một quãng đường. Hơn nữa, bây giờ bốn chiếc xe kia rõ ràng đã phát hiện ra có gì đó không đúng, tất cả đều bắt đầu tăng tốc để đuổi theo. Nhưng hiện tại bọn hắn muốn đuổi kịp Triệu Thanh Thanh cũng có chút khó khăn, một bên là chiếc Mercedes-Benz mới của Triệu Thanh Thanh có tính năng rất tốt, mặt khác, kỹ thuật lái xe của Triệu Thanh Thanh khá tốt, hơn nữa nàng có gan rất lớn, một đường lao đi, gần như không giảm tốc độ. Đúng vậy, cộng với việc trên đường có rất ít xe cộ, nên có thể nói là phía trước thông suốt. Gần 10 phút sau, Triệu Thanh Thanh phát hiện những chiếc xe phía sau đã hoàn toàn biến mất. Hừ, chỉ bằng các ngươi, còn muốn đấu với bản nữ hiệp này sao? Triệu Thanh Thanh có chút đắc ý, thả lỏng chân ga, tốc độ bắt đầu chậm lại, lúc này tâm trạng của Triệu Thanh Thanh cũng rất tốt. Vừa mới phóng nhanh một đoạn đường, càng để cho nàng cách thành phố Mộc Dương gần hơn. Nửa giờ sau là có thể tới thành phố Mộc Dương, còn về chuyện trước mắt Hạ Thiên đang ở nơi nào, thực ra Triệu Thanh Thanh cơ bản cũng biết, ngôi biệt thự kia của Vân Thanh, nàng đương nhiên biết địa chỉ, không phải sao, nàng đang định trực tiếp đến chỗ biệt thự kia. Ngôi biệt thự đó rất thích hợp để thể hiện khía cạnh tốt nhất của nàng, đặc biệt nếu như sư phụ hài lòng, nàng có thể được trải qua khoảng thời gian tuyệt vời với sư phụ háo sắc đó trong biệt thự. Triệu Thanh Thanh năm nay đã 30 tuổi, mặc dù nàng chưa từng trải qua một số chuyện nào đó nhưng vẫn biết đến. Thời đại này thông tin phát triển, muốn lấy được tin tức liên quan cũng không khó, hơn nữa trước đây nàng thường bị những tạp âm ô nhiễm đó làm phiền. Ta thật sự có chút mong đợi đấy. Triệu Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy hai má mình hơi nóng, trời ơi, Triệu Thanh Thanh, ngươi lại điên nữa rồi. Trong nháy mắt Triệu Thanh Thanh xuất thần như vậy, giây tiếp theo, báo động nổi lên. Oanh! Xe chấn động kịch liệt, Triệu Thanh Thanh lập tức tỉnh táo lại, mình bị đụng xe sao? Phía trước không có xe, Triệu Thanh Thanh cũng không tông vào hàng rào, nhưng xe của nàng đã mất khống chế lao thẳng vào lề đường. Triệu Thanh Thanh vội vàng giẫm mạnh phanh lại, nhưng đúng lúc này, từ trong gương chiếu hậu nàng nhìn thấy có một chiếc xe đang lao nhanh về phía xe của mình với tốc độ cao, đó cũng không phải là một trong bốn chiếc xe trước đây. Hóa ra bọn hắn không chỉ có bốn chiếc xe, Triệu Thanh Thanh lập tức hiểu ra nhưng đã quá muộn. Oanh! Lại là một tiếng vang rất lớn, Triệu Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, và Mercedes-Benz đã bị lật từ ven đường. Nếu như là bình thường, lúc Triệu Thanh Thanh tỉnh táo nhất, cho dù nàng thực sự bị đụng xe, hơn phân nửa nàng vẫn có thể tìm được cơ hội nhảy ra từ trong xe, nhưng lần này mọi chuyện đã khác. Triệu Thanh Thanh vừa mới thất thần vì nghĩ tới Hạ Thiên. Hơn nữa nàng không ngờ tới không phải chỉ có bốn chiếc xe theo dõi xe của nàng, thậm chí nàng còn không biết chiếc xe vừa tông xe mình, rốt cuộc nó lao ra từ đâu, có thể nói là nàng hoàn toàn không phòng bị. Oanh! Sau khi lộn nhào vài vòng trên không, chiếc Mercedes-Benz nặng nề rơi xuống khe núi, cách mặt nước biển hơn chục mét. Mà ở khoảng cách đó, đầu của Triệu Thanh Thanh bị va đập, đụng nhiều lần vào chiếc xe, cuối cùng, nàng đâm sầm vào tay lái, suýt chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Đúng vậy, chỉ kém một xíu, bây giờ ý thức của nàng đã có chút không được tỉnh táo lắm, hơn nữa cả người nàng chỗ nào cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng đây thực sự là một chuyện tốt, vì chính những cơn đau dữ dội kia đã khiến nàng không thể ngất đi, mà điều đó làm cho Triệu Thanh Thanh lập tức đưa ra lựa chọn, nàng khó khăn lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Sư phụ, cứu ta.
Triệu Thanh Thanh vừa mới nói ra được mấy chữ kia rồi lập tức ngất đi. Trước khi hôn mê, ý nghĩ cuối cùng của Triệu Thanh Thanh là, xong rồi, dáng vẻ này của ta chắc chắn là không dễ nhìn, sư phụ chắc chắn sẽ không thích ta. Triệu Thanh Thanh cũng hôn mê không bao lâu, rất nhanh nàng đã tỉnh lại, mà lúc này đây, nàng nghe thấy một cuộc trò chuyện. Cô nàng kia đã chết rồi sao? Chắc là chưa đâu, hình như nàng ấy chỉ đang hôn mê thôi. Còn may, nhanh đưa nàng ấy ra ngoài, chết sẽ không đáng giá nữa. Đúng vậy, bên kia nói phải sống. Không được, không ra được, cửa xe không mở ra được. Phải nâng xe lên. Nào, cùng tới nâng xe lên. Mặc dù ý thức của Triệu Thanh Thanh không tỉnh táo lắm, nhưng nàng lại hiểu được, những người đó không phải muốn giết nàng, mà muốn bắt cóc nàng, chẳng trách lúc trước bọn hắn chỉ đi theo dõi nàng, dù sao thì ra tay trên đường cao tốc cũng không quá an toàn. Mẹ kiếp, nhấc lên không nổi, sao xe này lại nặng như vậy? Kêu la cái gì, để cho ngươi đi theo dõi nàng, chứ không bảo ngươi đâm nàng, chờ nàng ấy ra khỏi đường tốc độ cao rồi ra tay cũng không muộn, cứ nhất định phải ra tay trên đường cao tốc. Nếu nàng ấy chết, công sức của chúng ta sẽ uổng phí. Bốn người các ngươi đều bị cô nàng này bỏ rơi. Để cho ta theo dõi nàng một mình, ta có thể theo được sao? Được rồi, đừng ồn ào nữa, thêm chút sức, động tác nhanh lên, nếu không ngộ nhớ có người nào đó đi ngang qua nhìn thấy tai nạn xe cộ rồi báo cảnh sát, chúng ta sẽ thành dã tràng xe cắt đấy. Nào, nghe mệnh lệnh của ta, 3, 2, 1, lên. Rất rõ ràng là có 5 người ở cùng một chỗ. Và bây giờ 5 người đang cùng đồng tâm hợp lực nâng xe lên. Mẹ nó, sao lại thế này? Không lý nào chiếc xe lại nặng như vậy. Ta không hiểu lắm, chẳng lẽ chiếc Mercedes này có chống đạn? Không thể nào, nếu chiếc xe này chống đạn, ta sẽ không thể đụng chúng nàng. Rất rõ ràng, 5 người kia vẫn không thể nhấc chiếc xe lên được, điều đó khiến Triệu Thanh Thanh thoáng an tâm một chút, mặc dù nàng không biết mình đã hôn mê trong bao lâu. Nhưng nàng cảm thấy chỉ cần chờ thêm một chút nữa, sư phụ sẽ đến cứu nàng. Sư phụ, người nhất định phải tới nha. Trong lòng Triệu Thanh Thanh thầm cầu nguyện, vì nàng thật sự không chắc chắn sư phụ sẽ tới, dù sao thì sư phụ cũng không có nhiều tình cảm với nàng. Mẹ kiếp, ta không tin vào chuyện ma quỷ đó nữa, tới, chúng ta lại nhấc nó lên lần nữa. Nào, 1, 2. 5 người kia còn muốn tiến hành thử lại, nhưng lúc này... Bọn hắn lại nghe thấy một giọng nói. Một đám đần độn, các ngươi không nhìn thấy ta đang ngồi trên xe sao? Giọng nói lười biếng lộ rõ vẻ khinh thường. Cả 5 người đều sững sờ, sau đó cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp theo, bọn hắn nhìn thấy một người, một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi ở trên chiếc xe bị lật. Địch gặp quỷ sao? Ngươi là ai? Thằng nhóc, ngươi đến từ lúc nào vậy? Đù ngoá, đừng nói nhảm với hắn, nhanh giết chết hắn đi. Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. 5 kẻ bắt cóc rõ ràng vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đã quyết định không thèm suy nghĩ quá nhiều. Đây chính là một vụ bắt cóc, hơn nữa người bọn hắn muốn bắt cóc lại không phải là người bình thường họ. Một khi sự việc bị bại lộ, bọn hắn đều sẽ xong đời. Bây giờ, vậy mà lại có một nhân chứng nữa, nên bọn hắn không dám làm gì cả, phải giải quyết nhân chứng đó trước rồi lại nói sau. Sư phụ. Là sư phụ. Lúc này, Triệu Thanh Thanh đang vô cùng vui sướng, mặc dù nàng vẫn còn ở trong xe không ra được, đầu còn có chút choáng váng, nhưng nàng tự nhiên rất quen thuộc với giọng nói của Hạ Thiên, chỉ cần nghe thấy là biết Hạ Thiên đã đến. Hỏng bét rồi, hiện tại dáng vẻ của ta chắc chắn rất khó coi. Ai nha, không đúng, quần áo mới của ta còn chưa thay. Đầu óc Triệu Thanh Thanh rối bời, bây giờ nàng không còn lo lắng cho an toàn của chính mình nữa, mà lo lắng về ngoại hình của bản thân. Lúc này, trên mặt truyền đến chút đau nhói, điều đó lại càng khiến cho Triệu Thanh Thanh càng thêm hoảng sợ, hỏng bét, hình như ta bị thương rồi, trên mặt sẽ không bị thương chứ. Ta sẽ không bị hủy dung chứ. Chuyện đó phải làm sao bây giờ? Tất nhiên người tới chính là Hạ Thiên. Sau khi hắn nhận được cuộc gọi của Triệu Thanh Thanh đã lập tức để cho bé ngoan xác nhận vị trí hiện tại của nàng, sau đó thì bay tới đây. Toàn bộ quá trình cũng không mất nhiều thời gian. Mà hắn không cần dùng lỗ tai cũng có thể nghe ra bây giờ Triệu Thanh Thanh vẫn còn sống sót, không có chuyện gì đáng ngại, cho nên hắn cũng không vội, nhìn thấy 5 tên bắt cóc đó đang nhấc xe lên, hắn mới ngồi lên trên xe. Thế là, ban đầu bọn hắn đã có thể nâng xe lên, nhưng lại trở nên không nhúc nhích được tí nào. Chỉ là nếu như hắn không mở miệng nói chuyện, những kẻ bắt cóc kia sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của hắn,
điều đấy khiến Hạ Thiên có chút khó chịu. Những kẻ bắt cóc đó quá ngu ngốc. Bọn bắt cóc kém thông minh như vậy lại dám đến bắt cóc Triệu Thanh Thanh. Mà rõ ràng ngực của Triệu Thanh Thanh không lớn, lại không có đầu óc như thế, vậy mà còn trúng chiêu. Thằng nhóc, chẳng cần biết ngươi là ai, bây giờ hãy chết đi cho ta. Một trong những kẻ bắt cóc đã lao về phía Hạ Thiên, trong tay hắn cầm một con dao. Tất nhiên vì muốn tới bắt cóc nên hiển nhiên bọn hắn còn mang theo vũ khí bên mình. Dù sao thì nữ hiệp Triệu Thanh Thanh tên tuổi vẫn còn ở đó, nàng cũng phải là một nữ nhân yếu đuối gì, nếu cộng lại 5 tên bắt cóc này với nhau, thực sự đánh nhau, hơn nửa là đánh không nổi Triệu Thanh Thanh. Tên đần độn, Hạ Thiên vung tay lên, tên bắt cóc kia đã bay ngược ra xa mấy mét, rơi mạnh xuống khe núi. Sau đó, Hạ Thiên lại vung tay lên, 4 tên bắt cóc còn lại cũng bay vào trong khe. 5 tên bắt cóc lập tức bò dậy, tiếp theo thì thấy Hạ Thiên đã nhảy xuống xe, một tay di chuyển, chiếc xe lật lại. Quỷ, cái này, mẹ nó hắn là quỷ. Chạy a, chạy mau. 5 kẻ bắt cóc sợ hãi bỏ chạy, bọn hắn từ trong khe lao ra, chạy về phía bên đường. Sư phụ, đừng để bọn hắn chạy, Triệu Thanh Thanh vội vàng kêu lên. Yên tâm, không chạy thoát được đâu. Hạ Thiên khẽ vươn tay rồi kéo Triệu Thanh Thanh từ trong xe ra ngoài. Cha, Triệu Thanh Thanh, đầu óc của ngươi hình như bị ngã hỏng rồi, nhưng không sao. Dù sao thì ngươi cũng khá ngốc, cho dù ngươi có ngốc hơn chút vẫn không có việc gì. Sư phụ, trên mặt ta có vết thương nào không? Bây giờ Triệu Thanh Thanh không quan tâm đến đầu óc của mình ra sao, nàng chỉ để ý tới khuôn mặt. Ngươi trở nên ngu ngốc cũng không sao, dù sao thì sư phụ biến thái này tìm vợ sẽ không quan tâm tới vấn đề trí thông minh, nhưng nếu khuôn mặt không xinh đẹp, đó lại là vấn đề lớn. Ồ, không có việc gì, chỉ chầy một chút, tối nay ta sẽ chữa lành vết thương cho ngươi, sẽ không bị hủy dung đâu. Hạ Thiên thuận miệng nói. Triệu Thanh Thanh nghe được Hạ Thiên nói như vậy, lập tức an tâm, nhưng hiện tại, nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng, chắc là do đầu đã thật sự bị thương. Còn bị thương thành dáng vẻ gì, trái lại Triệu Thanh Thanh cũng không lo lắng, dù sao thì sư phụ đang ở đây, chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Bây giờ trong lòng Triệu Thanh Thanh rất vui vẻ. Ít nhất sư phụ vẫn quan tâm đến nàng, nàng gọi điện cầu cứu, hắn đã lập tức xuất hiện. Sư phụ, bọn hắn thật sự chạy mất rồi. Lúc này, Triệu Thanh Thanh phát hiện 5 tên bắt cóc đã leo đến ven đường, nàng vội vàng kêu lên, nhưng một giây sau, nàng nhận ra lo lắng của mình thật sự không cần thiết. Bởi vì ngay lập tức, một chiếc xe ô tô đột nhiên lao về phía 5 tên bắt cóc, trong xe cũng không có người, nó chính là một trong những chiếc xe của mấy tên bắt cóc kia. Mà giờ khắc này, chiếc xe ô tô giống như đột nhiên không kiểm soát được, đụng tới ven đường. A, một trong những kẻ bắt cóc kêu thảm một tiếng, cứ như vậy hắn đã bị chiếc xe đâm xuống khe, sau đó trực tiếp nằm dưới gầm xe. 4 kẻ bắt cóc khác hành động khá nhanh nhẹn né được, thế nhưng bọn hắn tránh thoát được chiếc xe thứ nhất, vẫn không thể tránh khỏi chiếc xe thứ hai. Dù có tránh được xe thứ hai thì vẫn còn có xe thứ ba, xe thứ tư và một xe thứ năm nữa. Tất cả 5 chiếc xe của bọn hắn đều tự động phóng tới. Cuối cùng cả 5 tên bắt cóc đều bị đâm lao xuống khe rồi nằm dưới gầm xe. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng là bọn hắn đều bị đâm đến rất thảm. Hừ, đáng đời, cho ngươi dám bắt cóc ta. Lúc này, Triệu Thanh Thanh có chút hưng phấn, nàng đương nhiên biết rõ đây đều là do Hạ Thiên ra tay. Mặc dù đầu có hơi choáng váng, nhưng Triệu Thanh Thanh vẫn không có thật sự ngốc, cho nên nàng lập tức nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, sư phụ, ngươi giúp ta hỏi một chút. Là ai sai bọn hắn tới bắt cóc ta? Cứu mạng, chúng ta cái gì cũng sẽ nói hết, cái gì cũng sẽ nói ra hết. Một kẻ bắt cóc hét lên trong đau đớn, chúng ta chỉ lấy tiền rồi làm việc, chính là kiếm nữ đã sai chúng ta làm. Kiếm nữ, là một nữ nhân rẻ tiền sao? Hạ Thiên hơi ngạc nhiên, ai lại dùng cái tên đó chứ? Kiếm đồng âm với tiện trong tiếng Trung. Là nàng, Triệu Thanh Thanh sửng sốt, sau đó nhanh chóng giải thích, sư phụ. Không phải tiện nhân kia rồi. Mặc dù nữ nhân kia rất rẻ mạt, nhưng tên của nàng là kiếm nữ. Thực ra đó là nghệ danh, nàng đã từng diễn một vai như vậy, sau đó vì nhân vật này nổi tiếng, nên nàng đã dứt khoát đổi thành nghệ danh này. Nói đến đây, Triệu Thanh Thanh lại nhìn về phía bọn bắt cóc, tại sao nữ nhân đó lại muốn bắt cóc ta? Nàng chỉ yêu cầu chúng ta trói ngươi lại mang về, sau đó để chúng ta chuẩn bị cho ngươi một vụ bê bối. Chẳng hạn như các loại hình ảnh khiêu dâm, đúng lúc này, bọn bắt cóc lại kêu thảm lên một tiếng, nhanh, xin các ngươi, nhanh cứu ta. Sư phụ, đầu ta rất choáng váng,
hay chúng ta đi trước thôi, nữ nhân đó, qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ đi tìm nàng ta tính sổ. À, đúng rồi, sư phụ, trong xe của ta có một cái vali, người giúp ta lấy ra. Triệu Thanh Thanh không muốn tiếp tục hỏi nữa. Bây giờ đối với nàng mà nói, vụ bắt cóc chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi nói xong lời đó, nàng lại cảm thấy choáng váng, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Cha, não thực sự hỏng rồi, nếu không chỉ có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn. Hạ Thiên thuận thế đỡ lấy Triệu Thanh Thanh, sau đó lấy ngân châm ra, nhanh chóng đâm mấy châm trên đầu nàng, khống chế trước một chút, quay về lại từ từ điều trị. Hạ Thiên lách người một cái, xuất hiện trước một tên bắt cóc, lấy ra ngân châm đâm nhanh mấy nhát vào hắn, hắn còn chưa có thời gian từ từ hỏi thì đã dứt khoát bị thôi miên. Vì gần đây xảy ra nhiều sự việc nên Hạ Thiên nghi ngờ sự việc đó cũng có liên quan đến tổ chức diệt thần, tuy nhiên dựa vào tình hình thẩm vấn tiếp theo của mình, hiện tại hắn không có tìm ra bất kỳ manh mối nào về chuyện này có liên quan đến tổ chức diệt thần, dường như chỉ là khúc mắc giữa nữ nhân rẻ tiền kia và Triệu Thanh Thanh. Bọn cướp không biết chính xác quan hệ là gì, Hạ Thiên cũng không biết, hắn quyết định để yên, sẽ hỏi Triệu Thanh Thanh sau. Bây giờ, hắn nên đưa Triệu Thanh Thanh trở về. Cứu giúp với, một kẻ cướp vẫn ở đó kêu cứu. Hạ Thiên liếc nhìn kẻ cướp, sau đó lấy ngân châm ra, cắm vào người của kẻ cướp, sau đó kẻ cướp càng la hét thảm thiết hơn. Chà, người hét dữ như vậy cũng không có người nghe thấy đâu. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn đương nhiên sẽ không cứu kẻ cướp, hắn dùng ngân châm khuếch đại nỗi đau của người kia, đồng thời đảm bảo sẽ không ngất đi. Đương nhiên Hạ Thiên vẫn rất sòng phẳng nên cũng cho bốn tên cướp còn lại một châm. Kết quả là sau đó tiếng hét vang lên càng kinh thiên động địa hơn. Về việc khi nào có người nghe thấy tiếng hét của họ, đó không phải là điều Hạ Thiên cần quan tâm, hắn cũng không quan tâm. Nhớ tới những gì Triệu Thanh Thanh đã nói trước khi hôn mê, Hạ Thiên lên xe tìm một chiếc vali mới tinh, sau đó một tay ôm chiếc vali, một tay ôm Triệu Thanh Thanh, bay vút lên trời. Quỷ, mẹ nó, thật sự là quỷ, a, bọn cướp trợn tròn mắt, sau đó lại la hét. Vài phút sau. Thành phố Mộc Dương. Trên nóc biệt thự, cạnh bể bơi. Hạ Thiên ném vali sang một bên, sau đó lại đặt Triệu Thanh Thanh xuống đất cạnh bể bơi. Nhà đầu này bị thương thật nặng, à, còn suýt nữa còn bị hủy dung nữa. Hạ Thiên lẩm bẩm một mình, trên khắp cơ thể vẫn còn vết thương cũ, xem ra là những năm này, đánh nhau không ít với người ta. Bây giờ, Hạ Thiên có chút vướng bận, có nên chữa khỏi hoàn toàn cho Triệu Thanh Thanh hay không? Thật ra việc chữa khỏi hoàn toàn những ám thương kia khá đơn giản, chỉ cần tẩy tủy một lần là được, tuy Triệu Thanh Thanh khá quen thuộc đối với hắn, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của hắn, mặc dù nàng đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều theo năm tháng nhưng Hạ Thiên vẫn cảm thấy nàng có phần không dễ nhìn. Bỏ đi, tiện nghi nhà đầu này một lần vậy, đúng lúc ta cũng cần một vài công lực mới có thể kích hoạt băng hỏa linh anh. Hạ Thiên tự nhủ, cuối cùng quyết định trực tiếp tẩy tủy cho Triệu Thanh Thanh. Thực ra gia tăng công lực cho bản thân chỉ là một phương diện, nguyên nhân chính đối với Hạ Thiên mà nói, trên thế giới này không có nhiều người quen biết, tuy Triệu Thanh Thanh không phải vợ hắn, nhưng trong tiềm thức, nhìn thấy Triệu Thanh Thanh hắn cũng khá vui vẻ. Bây giờ, vết thương của Triệu Thanh Thanh thực sự khá là rắc rối, tổn thương trong não của nàng nặng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, hơn nữa trên người còn có rất nhiều ám thương, tuy rằng không cần tẩy tủy vẫn có thể chữa khỏi nhưng tương đối phiền phức, một khi tẩy tủy có thể giải quyết được mọi vấn đề. Cha, đến lúc đó ta có thể nhận được chút tiền đền bù từ vợ đại yêu tinh. Hạ Thiên tự nhủ, dù sao Triệu Thanh Thanh cũng là em họ của vợ đại yêu tinh. Còn có thể tìm vợ tiểu yêu tinh đòi bồi thường, Triệu Thanh Thanh cũng là chị họ của vợ tiểu yêu tinh. Sau khi Hạ Thiên đã quyết định xong nên ngay lập tức hành động, rút ngân châm đâm về phía Triệu Thanh Thanh. Nghịch thiên đệ tứ châm, tẩy tủy. Bùn đất nhanh chóng phủ lên mặt Triệu Thanh Thanh, linh khí dâng trào từ bốn phía. Quá trình tẩy tủy không bao lâu đã kết thúc, lúc này giọng nói của Triệu Thanh Thanh đã vang lên. Sư phụ, ta bị sao vậy? Tại sao ta không thấy gì? À, sư phụ, người tẩy tủy cho ta sao? Ô, Triệu Thanh Thanh còn chưa nói xong, đột nhiên cả người bay lên. Bùm! Triệu Thanh Thanh bị ném xuống bể bơi. Người tự tắm đi, ta xuống dưới chơi. Hạ Thiên để lại một câu như vậy, biến mất khỏi mái nhà. Trong bể bơi, Triệu Thanh Thanh lau tay lên mặt một vòng. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, lúc này trên mặt tràn đầy vui mừng. Tốt quá, lần này sư phụ chắc bằng lòng để ta làm vợ bé rồi ha ha ha, Triệu Thanh Thanh rất hào hứng, ách, mùi cơ thể khó chịu qua, ta tắm trước đã. Tầng dưới là phòng khách. Hạ Thiên chán nản ngồi trên sofa bắt đầu lên kế hoạch nên làm gì tiếp theo,
hắn vừa mới kiểm tra, băng hỏa linh anh trong cơ thể quả nhiên đã được kích hoạt, chính là nói, hiện tại hắn thực sự đã bước vào cảnh giới nguyên anh kỳ. Kỳ thật, quá trình khôi phục công lực có thể nói là tiến triển thuận lợi, đương nhiên tiếp theo muốn gia tăng tu vi sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Anh rể, người đang làm gì vậy? Lúc này, Thạch Thuần vặn eo bẻ cổ từ trên lầu đi xuống. Không làm gì, Hạ Thiên uể oải nói. Anh rể, người giúp ta một việc được không? Thạch Thuần bước đến chỗ Hạ Thiên, choàng tay qua người Hạ Thiên, bắt đầu nũng nịu. Không được, Hạ Thiên cảm thấy Thuần Thuần là một lẻ lừa đảo, lại muốn lừa hắn nữa, cho nên hắn lập tức từ chối ngay. Anh rể, sao ngươi lại như vậy chứ? Thạch Thuần bĩu môi, ta chỉ muốn ngươi đóng giả làm bạn trai của ta. Tại sao ngươi muốn ta giả làm bạn trai của ngươi? Hạ Thiên không hiểu, có ai theo đuổi ngươi sao? Nếu ngươi không thích người đó, chỉ cần đánh hắn, ta đánh hắn giúp ngươi cũng được, ta không cần phải giả làm bạn trai ngươi. Không phải đâu. Bạn học cũ của ta ở đây không biết nghe tin ta về ở đâu, buổi tối hẹn ta ăn cơm, đi chơi, là bạn học nữ, nói là ai cũng đưa người nhà đi, ta đi một mình thì xấu hổ lắm. Thạch Thuần bĩu môi, anh rể, ngươi chưa phải là chồng ta, đương nhiên chỉ có thể giả làm bạn trai, ta cũng không thể nói ngươi là anh rể của ta mà đúng không? Tại sao lại không thể? Hạ Thiên hơi ngạc nhiên, ta vốn là anh rể của ngươi. Anh rể, ngươi giúp ta đi mà. Chỉ cần giả làm bạn trai ta một lần thôi. Thạch Thuần lung lay tay Hạ Thiên, nếu ngươi giúp ta, có lẽ ta sẽ làm vợ bé của ngươi sớm hơn mấy năm. Ngươi có thể làm vợ bé của ta muộn mấy năm, ta không vội đâu. Hạ Thiên không vội chuyện kia. Thạch Thuần không còn cách nào, anh rể không dễ dụ gì cả. Anh rể, nếu ngươi không đồng ý thì ta ra đường tìm đại bạn trai nhé. Thạch Thuần trông rất khó chịu, ngươi không thương ta chút nào, khi chị ta về ta sẽ mách lẻo với chị ta. Bảo chị ta buổi tối không được ngủ với ngươi, ít nhất cũng phải để chị ta làm ít đi vài tư thế với ngươi. Không thành vấn đề, sư phụ, ta có thể ngủ với ngươi, tư thế nào cũng có thể thỏa mãn ngươi. Lúc này, một giọng nói vui mừng vang lên, Thạch Thuần và Hạ Thiên cùng lúc nhìn sang. Oa, Thanh Thanh tỷ tỷ, người phẫu thuật thẩm mỹ sao? Thạch Thuần trước tiên là sửng sốt, sau đó khoa trương kêu lên. Đương nhiên người vừa mới xuất hiện chính là Triệu Thanh Thanh. Mà Thạch Thuần hiển nhiên cũng không phải hiện tại mới biết Triệu Thanh Thanh, sở dĩ lý do nàng khoa trương mà kêu lên rất đơn giản, chính là Triệu Thanh Thanh bây giờ trông xinh đẹp hơn rất nhiều. Hả, thực sự xinh đẹp hơn sao? Hạ Thiên cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng dưới tình huống bình thường, sau khi tẩy tủy sẽ trở nên xinh đẹp hơn một chút, nhưng theo suy nghĩ đó, không nên có biến hóa lớn như vậy. Sau khi quan sát cẩn thận vài giây, Hạ Thiên đã đi đến kết luận, quần áo rất quan trọng. Hiện tại Triệu Thanh Thanh đang mặc một bộ váy mới, thật ra bộ váy này cũng không có gì đặc biệt lắm, vẫn là đồ thể thao, là phong cách trước nay của Triệu Thanh Thanh, nhưng vẫn khác với phong cách trước đây của nàng. Trước giờ Triệu Thanh Thanh luôn mặc loại quần áo thể thao tương đối rộng rãi bảo thủ, nhưng bây giờ, thân thể này, nói thế nào nhỉ, phải nói là rất kín đáo, quả thực là bảo thủ, không để lộ cánh tay hay chân, trong thời tiết này, có vẻ hơi quá kín cổng cao tường. Tuy nhiên, chính chiếc váy kín đáo đó lại gợi cảm lạ thường, bởi bộ quần áo thể thao này không hề rộng rãi mà bó sát, thêm vào đó, không chỉ bó sát, đây rõ ràng là một chiếc váy được thiết kế riêng cho Triệu Thanh Thanh, gần như lột tả hoàn hảo từng đường nét trên cơ thể nàng. Nói cách khác, Triệu Thanh Thanh rõ ràng ăn mặc rất kín đáo, nhưng trên thực tế, mặc cũng giống như không mặc, đây không phải là trang phục nhìn xuyên thấu, nhưng lại tốt hơn là trang phục nhìn xuyên thấu, loại trang phục này có hiệu quả hấp dẫn hơn. Sư phụ, bây giờ ta trông đẹp rồi chứ? Triệu Thanh Thanh mặc kệ Thạch Thuần, mà chậm rãi đi về phía Hạ Thiên, nàng có chút thấp thỏm, nếu bây giờ vẫn còn chưa đủ hấp dẫn Hạ Thiên thì e rằng nàng không còn cách nào nữa. Khá đẹp, cuối cùng Hạ Thiên đã đưa ra một câu trả lời khẳng định. A, tuyệt quá rồi. Triệu Thanh Thanh phấn khích đến mức nhào về phía Hạ Thiên, sư phụ, bây giờ ta có thể làm vợ nhỏ của ngươi được không? Này này này, Thanh Thanh tỷ tỷ, sao ngươi vội vàng như vậy chứ? Thạch Thuần không nhịn được nữa, đừng như vậy, anh rể nghĩ ngươi đẹp, ngươi nên dè dặt một chút chứ. Thạch Thuần, ngươi đi ra cho ta không thèm dè dặt. Triệu Thanh Thanh thậm chí còn không nhìn Thạch Thuần, ta đã đợi hơn 10 năm rồi, ta không muốn dè dặt nữa. Thanh Thanh tỷ tỷ, ngươi như vậy thì háo sắc quá rồi. Thạch Thuần ở bên cạnh bĩu môi, này, đúng rồi, Thanh Thanh tỷ tỷ, ngươi đi phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu vậy? Hiệu quả này tuyệt vời thật. Ta đâu có phẫu thuật thẩm mỹ. Triệu Thanh Thanh quay đầu lại,
dữ dằn nhìn Thạch Thuần, những năm qua ta tập thể dục suốt, ta tập võ và yoga, ta tập tất cả các bài tập nâng cao cơ thể, người nghĩ ai cũng có thể đẹp như ngươi mà không cần làm gì sao? Thanh Thanh tỷ tỷ, ta là đẹp tự nhiên. Thạch Thuần cười, ta từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy rồi, lớn lên ta sẽ còn đẹp hơn nữa. Thôi đi, nếu không phải khi còn bé sư phụ tẩy tủy cho ngươi, ngươi sẽ không đẹp được như vậy. Triệu Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, ta không thèm nói với ngươi nữa, sư phụ, ngươi nói cho ta biết, bây giờ ta có đủ tư cách làm vợ bé của ngươi không? Triệu Thanh Thanh quay lại nhìn Hạ Thiên với ánh mắt mong đợi và có chút lo lắng, mặc dù nàng cảm thấy lần này mình sẽ thành công, nhưng khi còn chưa nghe được câu trả lời khẳng định nàng vẫn hơi lo lắng. À, ta phải kiểm tra xem quần áo của ngươi có vấn đề gì không? Hạ Thiên vừa nói vừa thực sự kiểm tra, sau đó hắn nhanh chóng đưa ra kết luận, bộ quần áo này không có vấn đề gì cả, xem ra vóc dáng của ngươi đã thực sự khá lên, bộ quần áo trước đây ngươi mặc không đẹp. Sư phụ, nếu ngươi không tin ta, chúng ta có thể đổi chỗ khác, ta sẽ cởi quần áo cho ngươi xem rõ hơn. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. Này này này, khoan đã, giữa ban ngày đừng có làm chuyện ấy. Thạch Thuần vội la lên, Thanh Thanh tỷ tỷ, lát nữa ta còn phải đưa anh rể ra ngoài đấy. Ngươi muốn ra ngoài với sư phụ thì liên quan gì đến ta chứ? Triệu Thanh Thanh có chút không vui. Tất nhiên là có liên quan rồi, ngươi đang trong bộ dạng tốt như vậy, ngươi lột trần chuồng trước mặt anh rể của ta, tiếp theo xảy ra việc gì còn cần phải nói sao? Không đến sáng mai các ngươi sẽ không rời khỏi giường được. Thạch Thuần hừ nhẹ một tiếng, đừng hỏi làm sao mà ta biết được, lúc trước mỗi lần ta muốn chơi với chị ta, lại phát hiện chị ta đã bị anh rể chiếm giữ, ta đã phải chờ đợi rất lâu. Thuần Thuần, ta không nói sẽ ra ngoài với ngươi. Hạ Thiên có chút không vui. Anh rể, nếu ngươi không ra ngoài với ta, hôm nay ta sẽ không cho ngươi ngủ với Thanh Thanh tỷ tỷ. Thạch Thuần hừ một tiếng, sau này khi ngươi muốn ngủ với Thanh Thanh tỷ tỷ, ta cũng sẽ đến làm phiền. Sư phụ, đừng sợ, cùng lắm thì ngươi đưa Thạch Thuần vào ngủ cùng. Triệu Thanh Thanh lập tức nảy ra sáng kiến. Này, Thanh Thanh tỷ tỷ, sáng kiến của ngươi thật ngu ngốc. Thạch Thuần không hài lòng. Sư phụ có chuyện, đệ tử gánh vác, ta đương nhiên phải giúp sư phụ suy tính. Triệu Thanh Thanh thẳng thắn nói. Sư phụ cái gì chứ? Không phải ngươi muốn làm vợ nhỏ của anh rể, sao ngươi vẫn còn gọi là sư phụ vậy? Thạch Thuần bĩu môi. Cái này gọi là biệt danh đấy ngươi hiểu không? Tâm trạng Triệu Thanh Thanh hiện đang rất tốt, sư phụ còn gọi Nguyệt tỷ là thần tiên tỷ tỷ, không phải là chị em thật, mà là biệt danh thân mật, ngươi hiểu không? Bỏ đi, ta không quan tâm. Dù sao ta vẫn muốn anh rể đi ra ngoài gặp bạn bè với ta. Thạch Thuần nhìn Hạ Thiên, anh rể, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Được thôi, ngươi khóc cho ta xem, ta sẽ đi. Hạ Thiên cười hì hì, ta chưa thấy ngươi khóc bao giờ. Oe, Thạch Thuần bật khóc, thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Triệu Thanh Thanh nhất thời trợn tròn mắt, Thạch Thuần này, không đi diễn kịch đúng là đáng tiếc. Tuy nhiên, ngẫm lại nàng trước đây. Nàng có vẻ cũng khá giỏi chiêu đó. Anh rể, xem này, ta đã khóc rồi, người nói phải giữ lời đấy. Thạch Thuần ngay lập tức ngừng khóc, nước mắt của nàng nhanh chóng biến mất. Sư phụ, nàng ấy giống như làm cho có, làm sao thì cũng phải khóc một hồi chứ. Triệu Thanh Thanh không nhịn được nói. Hơi chiếu lệ, nhưng ta vẫn giữ lời. Hạ Thiên thực sự không ngờ nha đầu Thuần Thuần này nói khóc là khóc, à, nàng là một kẻ lừa gạt, nên công phu diễn xuất đỉnh cao. Sư phụ, vậy ta sẽ đi với ngươi nhé. Lúc này, Triệu Thanh Thanh không còn hỏi Hạ Thiên có muốn nàng làm vợ bé hay không, nàng cho rằng Hạ Thiên đang ngầm ưng thuận. Cha, hành động hiện tại của Hạ Thiên đã chứng tỏ suy đoán của nàng, bởi vì bàn tay của hắn đã ở trên người nàng rồi. Không được, Thanh Thanh tỷ tỷ, ngươi đừng làm bóng đèn. Thạch Thuần ngay lập tức nói. Ngươi vừa tẩy tủy, đi bơi cho quen sức đi. Hạ Thiên không chấp thuận cho Triệu Thanh Thanh đi theo, ngoài ra, ngươi không thể mặc quần áo này ra ngoài. Ta biết rồi, sau này ta sẽ chỉ mặc ở nhà thôi. Triệu Thanh Thanh nghe được những lời kia thì vui vẻ hơn, quần áo của nàng thật sự không thích hợp để đi ra ngoài, nếu không nàng sẽ không bỏ quần áo vào hộp. Anh rể, không còn sớm nữa rồi, chúng ta đến nhà hàng trước đi, bạn học thúc giục ta rồi. Bây giờ, Thạch Thuần lại lên tiếng, nàng muốn đưa Hạ Thiên đi nhanh, nếu không, anh rể có thể sẽ lại lêu lổng với Triệu Thanh Thanh. Mà, quan trọng nhất là nàng cảm thấy Triệu Thanh Thanh, người luôn muốn làm vợ nhỏ của anh rể, chắc sẽ chủ động dụ dỗ anh rể. Được thôi, Hạ Thiên gật đầu, vì hắn đã đồng ý với kẻ lừa đảo Thuần Thuần này,
nên hắn vẫn phải đi với nàng. Sư phụ, vậy ta đi thích ứng trước, sau đó chờ ngươi trở về đây. Triệu Thanh Thanh không dây dưa nữa, nàng rất hài lòng với kết quả hiện tại. Chụt! Triệu Thanh Thanh nhanh chóng hôn lên mặt Hạ Thiên, sau đó nhảy khỏi người Hạ Thiên, lao lên lầu. Hạ Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng của Triệu Thanh Thanh mấy giây, trong lòng nói thầm, ở thế giới này quần áo có khả năng lừa gạt lớn đến như vậy sao? Trước đây cơ bản hắn có thể nhìn thấy dáng người người khác qua quần áo của họ, tại sao bây giờ hắn luôn không thể phân biệt được nữa? Anh rể, đừng nhìn nữa mà, Thanh Thanh tỷ tỷ không đẹp bằng ta đâu. Thạch Thuần có chút bất mãn. Mặc dù dáng người của Triệu Thanh Thanh quả thực rất đẹp, nhưng Thạch Thuần cảm thấy mình có nhiều lợi thế hơn, không nói đến chuyện khác, ít nhất nàng cũng có bộ ngực lớn hơn. Tuy nhiên Triệu Thanh Thanh tập thể dục mấy năm quả thật rất có hiệu quả, vóc dáng quá cân đối, đường nét cũng khá đẹp. Từng bộ phận có thể nhìn không đặc biệt đẹp, nhưng tổng thể thì gần như hoàn mỹ. Thuần Thuần, hiện tại quần áo có thể thay đổi vóc dáng người khác sao? Hạ Thiên nghiêm túc hỏi. Tất nhiên là có, rất nhiều áo định hình, ta nói cho người biết, nhiều nữ nhân khi mặc quần áo thì trông rất đẹp, nhưng khi cởi đồ ra thì vóc dáng của họ chính là cặn bã, không giống như ta mặc quần áo đã đẹp, không mặc quần áo còn đẹp hơn. Thạch Thuần trông rất kiêu ngạo. Thạch Thuần dừng một chút, nói thêm. Nhưng Thanh Thanh tỷ tỷ không có mặc quần áo định hình, chỉ là trước đây nàng ấy không biết mặc quần áo. Cha, quần áo của nàng ấy rất ổn, vừa khít cả người. Hạ Thiên xác nhận lại. Được rồi, anh rể, chúng ta đi trước đi, tối nay ngươi trở về có thể từ từ nghiên cứu dáng vẻ của Triệu Thanh Thanh, dù sao nàng ấy cũng rất vui lòng để cho ngươi nghiên cứu. Thạch Thuần dắt Hạ Thiên đi ra ngoài, đi được hai bước thì nàng dừng lại, này, khoan đã, ta phải thay quần áo. Thạch Thuần quay trở lại tầng trên, mất khoảng 10 phút mới thay xong quần áo bước xuống. Tất nhiên, nàng không đổi sang bộ quần áo nào đặc biệt cả, nàng mặc một chiếc áo sơ mi bên trên, phối với quần jean bên dưới, tất cả đều là kiểu quần áo dày dặn, nhưng dù vậy, dáng người của nàng vẫn rất đẹp. Này, anh rể, sao ngươi cũng thay quần áo rồi? Thạch Thuần phát hiện ra Hạ Thiên cũng đã thay sang một bộ trang phục khác. Ồ, ta không thích mặc bộ đồ trước đó. Hạ Thiên hiện đang mặc một bộ trang phục giản dị, áo phông và quần đùi, nhưng lần này hắn không đi dép lê mà đi giày thể thao. Ở đây hắn cũng có quần áo và giày dép. Thạch Thuần cười, anh rể, bây giờ chúng ta giống như một cặp vợ chồng ấy, không đúng, hiện tại không thể gọi ngươi là anh rể, hiện tại ngươi là bạn trai tạm thời của ta, ngươi muốn đổi tên không, anh rể. Không đợi Hạ Thiên nói chuyện, Thạch Thuần đã tự đưa ra câu trả lời, bỏ đi, đừng đổi. Hiện tại ở đây không ai biết tên của ngươi, ta sẽ trực tiếp gọi ngươi là Hạ Thiên. Hạ Thiên không quan tâm đến chuyện kia, không nói gì cả. Lúc này, chuông điện thoại reo vang, là Thạch Trường Canh gọi cho Thạch Thuần. Bố, ta đang ở với anh rể, không, chúng ta không làm gì cả, Thanh Thanh tỷ tỷ cũng ở đây, ta biết rồi, ta đi ăn tối với anh rể, tối nay ta không về nhà, sao cơ? Tiểu Đông cũng đi ăn với người khác á, ngươi không muốn ta đi sao? Được thôi. Dù sao thì ta cũng không có thời gian đi, ngươi có thể sắp xếp vệ sĩ cho nàng ấy, có việc thì cứ tìm chúng ta, Thạch Thuần gọi điện thoại với Thạch Trường Canh 2 phút thì cúp máy, bây giờ bố thật là dài dòng. Bố ngươi đã gần 60 tuổi nên hắn sẽ hay nói nhiều. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đúng nhỉ, bây giờ bố ta đã già thật rồi. Thạch Thuần đột nhiên có chút không vui, tiếc là ông ấy không thể luôn ở bên chúng ta. Thạch Thuần cũng không bảo Hạ Thiên kéo dài tuổi thọ cho Thạch Trường Canh. Vì nàng biết các nguyên tắc của Hạ Thiên, và lại nàng cũng biết, việc tu tiên không phù hợp với tất cả mọi người, cũng may là nàng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó, sau này luôn có Vân Thanh tỷ ở bên cạnh nên nàng sẽ không đặc biệt khó chịu. Thạch Thuần nhanh chóng lấy lại tâm trạng rồi đưa Hạ Thiên ra ngoài, thật ra điểm đến cũng hơi xa, đó là một trang trại ở ngoại ô, bây giờ xung quanh thành phố Mộc Dương có rất nhiều trang trại như vậy. Khi Hạ Thiên và Thạch Thuần đến trang trại, chỉ mới 5 giờ hơn. Hai người vừa đi vào cổng trang trại, một chiếc ô tô từ phía sau chạy tới, dừng lại bên cạnh. Wow, Thạch Thuần, người càng ngày càng xinh đẹp đấy. Lời cảm thán phát ra từ người lái chiếc Porsche kia, một nữ hài tử tuổi đôi mươi với mái tóc ngắn và khuôn mặt xinh xắn, nàng ta lái chiếc xe đó chứng tỏ kinh tế gia đình nàng khá ổn. Vân Chân Chân, sao ngươi lại đến một mình? Thạch Thuần nhìn nữ hài tử, không phải ngươi nói ngươi muốn mang theo các thành viên trong gia đình sao? Ồ. Hiện tại bạn trai ta còn có việc phải làm, lát nữa sẽ tới đây, còn không phải ta sợ các ngươi đều đã đến cả rồi sao? Cho nên đến đây trước,
Vân Chân Chân giải thích, đây là thành viên gia đình ngươi sao? Ngươi thực sự đã tìm được bạn trai rồi. Sao trước đây ta không nghe ngươi nói thế? Tìm tạm một người để tạo nét không được sao? Thạch Thuần hừ nhẹ, đều là do các ngươi nói muốn có người nhà, cho nên ta đã tìm một thành viên gia đình rồi đây. Được rồi, Thạch Đại Tiểu Thư, đừng đùa nữa, ngươi không phải loại người chỉ tìm đại một người tạo nét. Vân Chân Chân rõ ràng không tin, này, ta đi đỗ xe trước, lát nữa chúng ta vào trong sẽ nói chuyện sau nhé. Được, Thạch Thuần gật đầu. Nhìn thấy Vân Chân Chân lái xe sang phía bên kia, Thạch Thuần tự nhủ, ta hiếm khi nói sự thật, tại sao nàng ấy lại không tin? Bởi vì một nam nhân đẹp trai như ta không thể tìm đại là có thể tìm được. Hạ Thiên uể oải nói. Một nữ nhân xinh đẹp như ta mới không phải tìm đại là tìm được. Thạch Thuần hơi không phục, bỏ đi, anh rể, à không, Hạ Thiên, sao xưng hô như vậy lại không nghe quen chút nào chứ? Bỏ đi, chúng ta đi qua đó đi. Thạch Thuần ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên, tựa vào hắn rất thân mật, đi về phía Vân Chân Chân. Đúng lúc này, một chiếc xe khác chạy tới, đó là chiếc Lamborghini, đắt hơn chiếc trước đó. Thạch Thuần, có người trong xe chào Thạch Thuần. Cửa kính xe hạ xuống, chào hỏi Thạch Thuần là một nữ hài tử, hơn nữa dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, nhưng nàng đang ngồi ở vị trí phó lái, còn vị trí lái xe là một nam nhân trẻ tuổi. Dương Phi, là ngươi à? Thạch Thuần hơi ngạc nhiên, sau đó nhỏ giọng giới thiệu với Hạ Thiên, đây là bạn học của ta, họ Dương, tên Phi, Phi trong Phi tử. Dương Phi, Thạch Thuần, chúng ta đi vào trong đợi Dương Hoan Hoan đi. Lúc này, Vân Chân Chân vừa bước tới, ta vừa mới gửi tin nhắn cho nàng. Lát nữa nàng mới tới. Chiếc Lamborghini cũng nhanh chóng dừng lại. Ngay sau đó, một nhóm 5 người 2 nam 3 nữ bước vào. Hình như trang trại này không có khách đến. Thạch Thuần thuận miệng nói, thật ra không phải là không có khách, đúng hơn là ngoài bọn hắn ra thì không nhìn thấy khách hàng nào khác. Cũng không phải, bình thường trang trại này buôn bán cũng không tệ, nhưng tối nay chúng ta đã bao hết trang trại này rồi. Vân Chân Chân cười nhẹ, đúng rồi. Hình như trang trại này do một người họ hàng bạn trai của Dương Hoan Hoan mở, chính nàng đã bao hết trang trại. Thạch Thuần nàng hiếm khi trở về, chúng ta không muốn thêm chuyện, thanh tịnh chút cũng tốt. Ừ, là ý như vậy hả? Thạch Thuần hiểu. Đi thôi, chúng ta vào trong đi, có một phòng riêng lớn. Vân Chân Chân dẫn đường phía trước, tuy không có khách khác, nhưng vẫn nên vào phòng riêng đi, yên tĩnh hơn chút, nếu không phục vụ đi tới đi lui cũng không tốt. Mọi người nhanh chóng vào phòng riêng. Phục vụ đã đợi sẵn ở bên trong, trong phòng có hai chiếc sofa, Thạch Thuần kéo Hạ Thiên ngồi xuống ghế sofa, bên kia, Dương Phi và bạn trai nàng là người lái chiếc Lamborghini cũng ngồi xuống. Thạch Thuần, Dương Phi, hai người các ngươi giới thiệu người nhà một chút đi. Lúc này, Vân Chân Chân mở miệng nói. Đây là bạn trai tạm thời đến cho đủ số của ta, tên là Hạ Thiên. Thạch Thuần giới thiệu với vẻ rất tùy ý. Hạ Thiên. Bạn trai của Dương Phi có chút ngạc nhiên, cái tên này không quá phổ biến. Ngươi từng nghe tới cái tên này sao? Thạch Thuần có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ người này biết danh tiếng của anh rể sao? Ừ, đúng là có nghe nói qua, từng có một vị thần y cũng tên như vậy. Người nọ gật đầu, nhưng vị thần y đó hiện giờ hẳn đã hơn 30 tuổi rồi, cũng không trẻ như bạn trai của ngươi. Khẽ mỉm cười với Thạch Thuần, nam tử trẻ tuổi này tiếp tục nói, đúng rồi, để ta tự giới thiệu một chút. Ta tên là Đoàn Ngọc, không phải Đoàn Ngọc trong Thiên Long Bát Bộ, mà là Ngọc trong Giả Bảo Ngọc. Ngươi lại cùng tên với thần y à? Thạch Thuần chớp mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó lại nhìn về phía Đoàn Ngọc, đúng rồi, Đoàn Đại Soái ca, ngươi đã từng gặp thần y đó rồi sao? Đương nhiên là chưa, ta cũng chỉ nghe đồn mà thôi. Đoàn Ngọc lắc đầu, thật ra có phải thật sự có một vị thần y như vậy hay không thì ta cũng không chắc lắm. Như vậy à? Ta còn tưởng bạn trai tạm thời lôi tới đây là thần y đấy. Thạch Thuần cười hì hì, sau đó nhìn về phía Dương Phi, này, ta nói này Dương Quý Phi, bạn trai này của ngươi thiếu chút nữa chính là hoàng đế, rất xứng với ngươi đó. Được rồi, Thạch Thuần, ngươi đừng sắp đặt cho ta nữa, cái gì mà Dương Quý Phi chứ, ai chẳng biết Thạch Đại Tiểu Thư ngươi mới là công chúa thật sự của thành phố Mộc Dương chúng ta. Dương Phi cho Thạch Thuần một ánh mắt xem thường, ta và Chân Chân. Hoan Hoan ba người cũng được coi là gia thế không tệ ở Mộc Dương, nhưng sao có thể so với ngươi được chứ? Ngừng lại một chút, Dương Phi lại cười nói, nhưng điều ta hâm mộ nhất không phải là gia thế của ngươi, ngược lại khuôn mặt và thân hình này của ngươi mới khiến ta có chút ghen tị. Này, ta nói Thạch Thuần, sao ngực ngươi có vẻ càng ngày càng lớn vậy? Cho ta sờ thử xem.
Dương Phi nói xong thật sự đưa tay sờ soạng Thạch Thuần. Không được, Thạch Thuần tránh ra, ta phải giữ cho chồng tương lai của ta, bạn trai tạm thời này của ta còn chưa có cơ hội này đâu. Thạch Thuần ngươi cũng quá keo kiệt rồi. Dương Phi bĩu môi, bỏ đi, không sờ thì không sờ, người tự xưng là bạn trai tạm thời này của ngươi, rốt cuộc làm gì vậy? Hắn à, chẳng làm gì cả. Thạch Thuần cười hì hì. Thạch Thuần ngươi lại nói dối vớ vẩn chứ gì? Vân Chân Chân bất mãn, cái này ngươi học được lúc học đại học ở Vọng Cảng đúng không? Bỏ đi, Dương Phi, ngươi cũng đừng hỏi nữa, chắc nàng sợ bị chúng ta cướp mất bảo bối nàng cất giấu đây mà. Không, Hạ Thiên muốn nói, nhưng Thạch Thuần lập tức dùng bàn tay nhỏ bé trắng mềm che miệng Hạ Thiên, rõ ràng đang lo Hạ Thiên nói ra gì đó làm người khác tổn thương. Theo suy đoán của Thạch Thuần, anh rể này rất có thể sẽ nói hai bạn học nữ này của nàng không xinh đẹp, hắn sẽ không coi trọng kiểu người như các nàng. Xem đi, Thạch Thuần này quản nghiêm đến mức, ngay cả nói cũng không cho bạn trai nói luôn. Vân Chân Chân có chút không nói nên lời, được rồi, Đoàn Ngọc, ngươi thì sao? Ngươi cũng sẽ không thể nói chứ. Không đâu, Đoàn Ngọc muốn nói gì cũng được, Dương Phi lập tức nói. Ta đến từ thành phố Vân, nhà ta kinh doanh Ngọc, đó cũng lý do ta tên là Đoàn Ngọc. Đoàn Ngọc cười nói, thật ra, ta và Dương Phi cũng quen biết nhau ở đại học, nhưng năm nay Dương Phi mới tốt nghiệp, còn ta đã tốt nghiệp được 2 năm rồi. Ngoài ra, nói cũng vừa khéo, lúc nhà nàng đến làm ăn ở thành phố Vân, tình cờ cũng có qua lại với nhà ta. Ờ, hai nhà các người là đối tác làm ăn, các người cũng sư huynh sư muội ở đại học, đúng là thật sự có duyên đấy. Vân Chân Chân hiểu. Rất có duyên, Đoàn Ngọc cười nói, thật ra ta cũng nghe Dương Phi nói về các ngươi. Nàng nói hồi trước ở cao trung, mấy người các ngươi từng chơi với nhau rất vui vẻ. Phải, lúc đó chúng ta đều khá xinh đẹp, trong nhà cũng khá có tiền, thế là tự nhiên chơi cùng nhau. Vân Chân Chân cười nói, nhưng nói đến xinh đẹp, khoảng cách giữa chúng ta và Thạch Thuần rất lớn, về phần trong nhà có tiền, cũng không thể so với nàng. Năm đó chúng ta đều gọi đùa nàng là đệ nhất công chúa của Mộc Dương, còn chị gái nàng chính là nữ vương của Mộc Dương. Nói tới đây, Vân Chân Chân đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, đúng rồi, Thạch Thuần, nghe nói chị ngươi giao công ty cho người khác, bản thân hình như đã xa nhà đi du lịch rồi phải không? Đúng vậy, chị hình như định về hưu. Thạch Thuần gật đầu, nàng đi chơi cũng không đưa ta theo, đợi nàng trở về ta nhất định tìm nàng đòi đền bù. Về hưu, chị ngươi còn trẻ như vậy, đã về hưu rồi sao? Vân Chân Chân có chút ngạc nhiên. Này, Thạch Thuần, chị ngươi thật xinh đẹp, dáng người cũng thật đẹp. Ngực nàng còn lớn hơn ngươi nữa kìa. Dương Phi dường như khá quan tâm đến dáng người, à, có lẽ là vì thân hình của nàng không đủ đẹp. Thật ra dáng người của Dương Phi cũng không tệ, nhưng mỗi bộ phận, quả thật hơi nhỏ một chút, điều này cũng khiến càng để ý chỗ đó hơn. Đương nhiên rồi, chị của ta đương nhiên xinh đẹp. Thạch Thuần bày ra dáng vẻ tự hào, lập tức lại chuyển sang chủ đề khác, nhưng hôm nay đừng nói đến chị của ta nữa, nói mới nhớ, Vân Chân Chân. Nam nhân của ngươi sao còn chưa tới vậy? Bạn trai ta đang đi làm, lát nữa mới tan làm, chút nữa sẽ tới. Vân Chân Chân tỏ ra có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là một người bình thường thôi, thời gian không rảnh rỗi lắm, ngược lại sao Dương Hoan Hoan còn chưa đến nữa. Ta nhớ là nàng và bạn trai hiện giờ cùng nhau mở công ty, bản thân làm chủ, hẳn là có thể đến sớm chút chứ. Để ta gọi điện thoại cho nàng. Dương Phi lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Đúng lúc này, cửa phòng riêng bị đẩy ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào. À, Hoan Hoan, ngươi tới rồi, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đấy. Dương Phi lập tức chào nữ hài tử vừa bước vào. Nữ hài tử này trông cũng không tệ, nhưng hiện giờ thoạt nhìn có vẻ hơi tiều tụy. Thạch Thuần, Chân Chân, Dương Phi, các ngươi đều tới rồi à, xin lỗi, công ty của ta có chút chuyện, đến muộn một chút. Dương Hoan Hoan chào mọi người, công ty khởi nghiệp. Đủ chuyện lộn xộn, mệt chết ta rồi. Kéo nam nhân bên cạnh ngồi xuống, Dương Hoan Hoan đồng thời giới thiệu, đây là bạn trai ta Chu Chuẩn, Chân Chân ngươi chắc đã gặp qua rồi. Chào mọi người, Chu Chuẩn chào hỏi mọi người lại giới thiệu lẫn nhau lần nữa, mà khi nghe tên của Hạ Thiên, Chu Chuẩn không phản ứng gì, hiển nhiên là chưa từng nghe nói đến. Phục vụ, đi nói với nhà bếp chuẩn bị dọn đồ ăn lên đi. Lúc này, Vân Chân Chân dặn dò. Sau đó nhìn những người khác, mọi người vào bàn ăn đi, bạn trai ta sẽ tới ngay thôi. Nói xong, thật đúng là tới ngay, chưa đến một phút, một nam tử cao gầy đeo kính xuất hiện trên ghế, chính là bạn trai của Vân Chân Chân, tên Mạnh Khang. Theo lời của Vân Chân Chân, bạn trai nàng là dân kỹ thuật.
Mấy phút sau, phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên, Mạnh Khang và Hạ Thiên đều lặng lẽ ăn, Đoàn Ngọc rất sôi nổi, về phần Chu Chuẩn, cũng trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng uống chút rượu. Về phần bốn nữ hài tử, ngoại trừ Dương Hoan Hoan đến sau thì ba người còn lại đều trò chuyện rất vui vẻ. Này, đúng rồi, Hạ Thiên, lúc ngươi theo đuổi Thạch Thuần, đã từng bị nàng đánh chưa? Dương Phi cười hỏi, ta nói ngươi nghe, Thạch Thuần rất bạo lực, trước đây ở trường chúng ta không ít nam hài tử muốn theo đuổi nàng, cuối cùng đều bị nàng đánh chạy mất. Nàng đánh không lại ta, Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Thật sao? Vân Chân Chân đột nhiên có hứng thú, chẳng lẽ ngươi đánh Thạch Thuần một trận, sau đó Thạch Thuần trở thành bạn gái ngươi sao? Nàng khóc đòi ta cho nàng làm bạn gái ta lập tức đồng ý. Hạ Thiên lười biếng nói. Ha ha, thật sao? Dương Phi bật cười, ngươi đánh Thạch Thuần đến phát khóc sao? Không phải, Thạch Thuần gắp một miếng thịt nhét vào miệng Hạ Thiên, ăn đi, đừng nói chuyện. Hạ Thiên cắn một miếng thịt, sau đó nhả thịt ra. Chưa chín. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chưa chín sao, Vân Chân Chân đột nhiên giống như nghĩ tới gì đó, đúng rồi, vừa rồi ta cũng thấy không đúng lắm, không phải ở đây đã đổi đầu bếp đấy chứ. Lúc trước ta tới đây, mùi vị rất ngon, nhưng đồ ăn hôm nay hình như không đúng lắm. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng thấy hình như đồ ăn đúng thật không ổn, hơn nữa ngay cả thịt cũng chưa chín, cái này cũng quá qua loa rồi, có chuyện gì sao? Dương Phi nhăn mày, quay đầu nhìn về phía Dương Hoan Hoan, đúng rồi. Hoan Hoan, hình như ngươi quen ông chủ ở đây đúng không, hay là hỏi thử xem sao? Không cần hỏi, ta biết sao lại như vậy. Giọng nói của Dương Hoan Hoan có chút quái dị, bởi vì những người trong nhà bếp đều không phải là đầu bếp thật sự. Không phải là đầu bếp thật sự. Vân Chân Chân sửng sốt, Hoan Hoan, ngươi nói rõ ràng chút đi, ngươi nói vậy là có ý gì? Sao ta nghe có chút mơ hồ thế? Thật ra người phục vụ vừa dọn đồ ăn lên cũng không phải là người phục vụ thật sự. Dương Hoan Hoan nhìn Vân Chân Chân, sau đó liếc nhìn những người khác trên bàn ăn, vốn dĩ ta muốn đợi mọi người ăn xong bữa cơm này rồi mới nói, nhưng nếu các ngươi đã phát hiện không ổn rồi thì ta cũng không đợi nữa. Hoan Hoan, ngươi muốn nói cái gì? Dương Phi nhìn Dương Hoan Hoan, hơi nhăn mày, rõ ràng nàng đã nhận ra được tình huống có gì đó không ổn lắm, bởi vì lúc nói chuyện, thân thể nàng theo bản năng ngả ra phía sau, dáng vẻ cố gắng tách dần dần khỏi Dương Hoan Hoan một chút. Thật ra chuyện rất đơn giản, Chân Chân, Dương Phi, Thạch Thuần, hiện giờ ta gặp phải chút phiền phức nên cần các ngươi giúp đỡ. Dương Hoan Hoan liếc nhìn ba người, các ngươi đều biết, ta và Chu Chuẩn cùng nhau mở một công ty, nhưng lúc trước ta chưa từng nói qua cho các ngươi cũng biết là công ty gì, trên thực tế, công ty chúng ta là đầu tư cho vay. Ngừng một chút, Dương Hoan Hoan tiếp tục nói, thật ra công ty của chúng ta làm gì thì không cần phải nói quá chi tiết, các ngươi chắc hẳn đều hiểu. Nói cao cấp một chút thì gọi là mô hình Ponzi đa cấp, còn nói một cách dễ hiểu hơn chính là góp vốn phi pháp, nhưng vấn đề lớn nhất là chúng ta không phải là ông chủ lớn nhất của công ty, ông chủ lớn đã lấy số tiền đó cao chạy xa bay rồi, để lại lỗ hổng lớn, cần ta lấp vào. Hoan Hoan, ý ngươi là ngươi muốn tìm chúng ta mượn tiền sao? Vân Chân Chân hơi nhăn mày, hiện giờ ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền vốn? Nhà ngươi cũng không thể thêm vào cho ngươi sao? Nhà ta đã phá sản rồi. Trong nhà Chu Chuẩn cũng thế. Dương Hoan Hoan khẽ nói, chúng ta đã dồn tất cả tiền vào rồi, nhưng gì, vẫn còn thiếu một ít, nếu chúng ta không thể bổ sung vào chỗ còn thiếu này, sẽ chỉ có hai kết cục, một là ngồi tù, hai là bị người ta chém chết trên đường. Ta nghĩ, từng là bạn bè một thời, các ngươi nhất định sẽ giúp ta chứ. Hoan Hoan, ngươi cần bao nhiêu tiền? Vân Chân Chân mở miệng hỏi. Thật ra không nhiều lắm, ông chủ lớn lấy đi 800 triệu, chúng ta đã tự bù vào một ít. Bây giờ còn thiếu 600 triệu, chị em với nhau một thời, mỗi người các ngươi cho ta mượn 200 triệu thì ta sẽ không sao nữa rồi. Lúc này, Dương Hoan Hoan tỏ ra rất bình tĩnh, hiển nhiên, kế hoạch mượn tiền này không phải là ý tưởng nhất thời, mà là đã sớm có chuẩn bị. Mỗi người 200 triệu, Dương Phi thất thanh kêu lên, Dương Hoan Hoan, người điên rồi sao? Chúng ta làm sao có nhiều tiền như vậy? Ta không điên, cũng rất tỉnh táo. Ngươi và bạn trai ngươi trị giá 200 triệu chắc chắn không vấn đề. Dương Hoan Hoan nhìn Dương Phi, cứ cho là ngươi không có thì trong nhà ngươi chắc chắn có. Còn vị Đoàn Ngọc Đoàn thiếu gia này, tài sản nhà bọn hắn không thể không có vài trăm triệu được. Hoan Hoan, bạn bè một thời, ngươi thật sự muốn dùng cách này sao? Vân Chân Chân có chút tức giận, ngươi gặp phiền phức, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, nhưng hiện giờ ngươi cảm thấy như vậy thật sự có ích sao? Cho dù chúng ta lấy tiền ra, giúp ngươi qua khó khăn lần này,
sau này thì sao? Ngươi cảm thấy mọi thứ có thể chấm dứt như vậy sao? Chân chân, tất cả mọi người đều là người thông minh, nếu chỉ là mấy chục vạn mấy trăm vạn, ta tìm các ngươi vay, các ngươi chắc chắn cũng sẽ cho, nhưng hiện giờ ta cần mấy trăm triệu, không dùng cách này, các ngươi có thể sẽ cho sao? Dương Hoan Hoan cười nhạt, trang trại này là ta bao, hiện giờ mọi người ở đây đều do ta sắp xếp, nếu các ngươi nhìn di động một chút sẽ phát hiện mạng không có, cũng không tín hiệu điện thoại. Nói cách khác, các ngươi không có bất cứ cách nào để cầu cứu, ngoại trừ đưa tiền, các ngươi không lựa chọn nào khác đâu. Ồ, là ăn cướp sao? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng, hình như bây giờ hắn mới kịp phản ứng. Thạch Thuần có chút không nói nên lời, không phải anh rể này đang nói thừa sao? Sao lại nhận ra muộn như thế chứ? Đúng vậy, đây chính là ăn cướp đấy. Dương Hoan Hoan nhìn Hạ Thiên, Thạch Thuần, đừng trách ta, chỉ trách ngươi không may mắn. Trong kế hoạch này, vốn dĩ không có ngươi, nhưng đúng lúc ngươi quay lại, vì vậy đành phải để ngươi chia sẻ một chút. Không sao, ta cảm thấy ta rất may mắn, vừa quay về đã thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Thạch Thuần có vẻ rất bình tĩnh, nàng đương nhiên không lo lắng chút nào. Thạch Thuần ngươi quả nhiên không lo lắng. Cũng phải, 200 triệu đối với ngươi quả thật là con số nhỏ mà thôi. Dương Hoan Hoan nhìn Thạch Thuần, trong mắt hiện lên một tia ghen tị, ta nghĩ, 200 triệu đối với ngươi mà nói quả thật hơi ít, sau khi lấy tiền của các ngươi, bản thân cũng phải trừ lại chút tiền tiêu, hay là thế này đi, ngươi đưa 400 triệu, dù sao chị của ngươi cũng có tiền mà. Tiền không phải là vấn đề, nhưng đừng nói 400 triệu, 1 tỷ cũng được. Thạch Thuần bày ra dáng vẻ chẳng hề để ý, nhưng Dương Hoan Hoan, có chuyện ta rất muốn biết, sau khi ngươi lấy được tiền, ngươi định đối phó với chúng ta thế nào đây? Không đợi Dương Hoan Hoan trả lời, Thạch Thuần lại nói tiếp, bởi vì ta thấy ngươi cũng có ý định chạy trốn, nếu ngươi thật sự muốn chạy trốn, cũng không cần cướp của chúng ta, vậy thì ngươi phải làm sao để bảo đảm chắc chắn sau khi chúng ta đưa tiền cho ngươi thì sẽ không trả thù ngươi. Nếu ngươi định sau khi lấy được tiền sẽ giết chúng ta, vậy chúng ta vì sao phải cho ngươi tiền chứ? Nhưng nếu ngươi không giết chúng ta, vậy ngươi chuẩn bị dùng thủ đoạn gì để uy hiếp chúng ta đây? Đúng vậy, Dương Hoan Hoan, ngươi muốn làm thế nào? Dương Phi cũng phụ họa một tiếng. Tuy Vân Chân Chân không phụ họa theo, nhưng cũng nhìn Dương Hoan Hoan, hiển nhiên, nàng cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Trên thực tế, Đoàn Ngọc và Mạnh Khang cũng đang nhìn chằm chằm Dương Hoan Hoan, bị cướp không phải là chuyện đáng sợ nhất là, bọn hắn có thể bảo vệ tính mạng hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.